Hello, hello mọi người nha. Chấm bài cho em với nhé mọi người ơi. Mọi người chấm bài cho em với nha. Hello chị An Thiên, có xem rõ không? Có xem rõ thì bảo em với nha. Xem rõ bảo em với. Hello các chị kia. Các chị xem rõ thì bảo em với nhá. Xem rõ like thì bảo em với nhá. Thôi. Các chị có nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Để em cho máy gần vào đây một tí. Rồi. Các chị xem like rõ không? Xem rõ like bảo em với nhá. Đầu tóc. Đầu tóc bù rú quá. Các chị có xem like rõ không? Xem like rõ thì bảo em với nhá. Em lên mẫu này, lên mẫu đồng giá mọi người nhá. Có xem like rõ thì bảo em với nhá. Các chị có xem like rõ không? Có xem like rõ không nhỉ? Không thấy chị nào bảo gì ấy. Xem like được bảo em với nhá để em biết ném like. Ờ, cái đơn đấy có ai gọi chưa Kiều Anh? Cái đơn đấy có ai gọi cho em chưa? Có ai gọi cái đơn đấy chưa ấy? Ừ, đi đâu nhỉ? Cái đơn đấy có ai gọi cho em chưa? Mấy cái tóc này nó ngắn cứ cụt 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 cho mất dậy. Chả biết là cái đơn đấy của em đi chưa ấy, để sau tí nữa kiểm tra thì mới biết được. Nhìn như đuôi gà ấy nhỉ. Chưa thấy ship gọi cho chị số đi, sao chị kiểm tra cho. Lên số đi. Lên số đi Kiều Anh ơi, sao chị xem nào. Chấm bài cho em nhá mọi người nhá, chấm bài cho em với nhá. Cái gì nhỉ, mình bảo là mình lấy cái bộ gì. Mình bảo là mình lấy cái bộ gì. Mọi người chấm bài cho em nhá mọi người nhá. Chấm bài cho em với nhá, để em lên mẫu cho đồng giá này. Tất tần tất 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 tập đồng giá mọi người nhá. Xem được like thì bảo em với. Mọi người xem được like bảo em với nhá. Kiều Anh ạ, à, đơn hôm qua chốt hôm nay đi rồi. Đi rồi Khánh ạ, à, đơn hôm qua chốt hôm nay gửi hết hàng rồi. Đi hết hàng rồi, không còn đơn nào ở nhà nữa. Ok rồi, để em lên mẫu nha mọi người nha. Mọi người chấm bài, mọi người thả cho em xin một dấu chấm đi, cho em xin một dấu chấm đi các chị ơi. Em lên mẫu đồng giá nhá. Chấm 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 cho em với. Mọi người chấm bài gì mọi người ơi, chấm 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 lên hồi em với nhá mọi người nhá. Rồi em lên mẫu đồng giá này cho em này. Để váy vàng tất cả là tật, nó là hàng lẻ sai linh tinh ấy. Nên là em sẽ sale với mọi người nhá, nên em sẽ sale đồng giá. Đâu nhỉ, thôi em sợ máy nó bị ẩn comment, không thấy các chị chấm bài ấy. Có xem like được của em không? Xem like được thì chấm cho em với nhá mọi người nhá. Xem like được thì chấm bài cho em với. Chỉ sợ bị ẩn comment thôi nhục. Chấm bài lên cho em với nhá, để em nhìn thấy comment của các chị lên ấy, mọi người nhá. Chấm bài cho em với. Các chị có xem một like không? Chấm ăn rồi, may quá, để em like nhá. Ờ,
cảm ơn Linh nhiều nhé, cảm ơn em nhiều. Giá mã lên 49.000 cho em nhé, đồng giá cho em 49.000 này. Có cả mũ, cả váy luôn cho em nhé, 49k. Cái mã váy này còn một chiếc cuối cùng. Một chiếc váy cuối cùng màu vàng, có kèm theo mũ và có kèm theo một cái quần chip của bé như này cho em nhé, 49.000 cho em. Một mũ đội của con này, một mũ đội nhá, một mũ đội này, một quần chip này, một quần chip này, một váy này. Size 12 cân, 10 12 cân tầm đấy cho em nhé. Đặng Thảo ơi, đơn của em đi chưa? Đơn của em nếu mà có người chốt rồi là hàng đi rồi. Đấy, hello cô Thanh nhá. 49.000 size từ 10 cân đến tới 12 cân. Ở trên page thì phải áp dụng chia sẻ like cho em. 49.000 cho em nhá. Mũ vàng 49.000. Hiện logo người chia sẻ em thì chốt mọi người nhá. Ở trên page thì phải hiện logo người chia sẻ em thì chốt nhá. Đồng giá 49. Xeo nốt chỗ này hàng. Còn cái gì thì Thanh lý nốt để cho nó hết. Xét này nó là hàng 3 chi tiết đấy. Một quần. Thế rồi, được rồi đấy. Ở trên page bắt buộc mọi người phải hiện người logo chia sẻ cho em nhá. Em mới áp dụng cái giá như thế này nhá. 49.000 cho em. Không bảo là lấy em qua mẫu nhá. Lên đơn cho em là mã này là mã gì nhỉ? Đấy. Chị thôi giờ không lắm. Một tuần chỉ like trên 2 lần ở trên trang cá nhân thôi. Nó cho mất nick luôn đấy Thanh ạ. Mũ vàng cho em nhá, set mũ vàng cho em 49.000, hiện logo người chia sẻ mọi người nhá. Bé chị Tạ Mai được mấy cân nhở? Bé chị Tạ Mai được mấy cân rồi? Không có số cân của con nhở, chẳng biết là bé bao nhiêu cân nữa. Từ 10 cân đến tới 12 cân nhá. 10, 12 cân thì lấy nhá. Cái gì nó vừa bay vào mắt rồi này. 10 đến 12 cân ở trên page bắt buộc. Đấy. Mất nick là phải thuê người mở ấy. Mất 700 đấy, hôm nọ chị bị bật phát 700 luôn ấy. À nó 800 chứ, 800. 9 cân rưỡi á, size từ 10 tới 12 cân đấy chị nhá. Từ 10 12 cân nếu mà chị bé chị mặc được thì lấy. Không mất công về bảo là tại sao đặt 9 cân rưỡi mà lấy size tầm 10 12 cân, lại mới không đổi Mỹ trả về mệt lắm. Sale của 50.000 rồi ấy. Set mũ hồng cho em nhá. Set mũ hồng này. Cái này cũng còn size từ tầm khoảng 12 cân mặc đẹp nhá, size tầm khoảng 12 cân mà ok cho em, 49.000 cho em. 49k cho em nhá. Kèm một cái mũ của bé như này cho em này. Một mũ này, một quần chip này. Đó, rất là xinh luôn cho em. 49.000. Tư mắm ơi, bạn kia lấy rồi, bạn kia đang biết là bé bạn có 9 cân rưỡi thôi. Mà cái set này lên khoảng tầm độ 10-12 cân. Đừng mẹ nào trả hàng về nhá, dài một tí, đừng mẹ nào trả hàng về vì các mẹ bé nên em bán tầm 10-12 cân mà ngày kia sẽ tầm 8-9 cân về bắt buộc dài mới công đổi mới trả về mệt lắm. Tư mắm ơi, đơn hàng em qua đi rồi đấy. Một quần chip này, một mũ này, một mũ như này cho em nhá, một váy này, size từ 10 cân đến tới 12 cân, mũ vàng 49.000 cho em. 49.000, cái chị cái set mũ vàng có lấy không nhỉ, để em xả nốt đây, không đi bảo gì. Ok chị Tạ Mai, ok rồi, ok cho chị nhá. Đó, dài một tí, đừng bảo em mà mất công lại trả về, em thì em sale vào 49.000 rồi đấy. Không thì bảo em chốt có 9 cân rưỡi mà chị lại gửi cho em size to thế. Ôi, nhiều lắm. Mũ hồng của bé chị Ngọc, chị Nguyễn Ngọc Ngà, bé được mấy cân rồi chị nhỉ? 49.000 thôi. Bé chị được mấy cân? Không biết số cân thì em không biết là bé của chị bao nhiêu cân đâu. Chị Tạ Mai này, hiện logo người chia sẻ trên page mọi người nhá. 49.000. Chị Tạ Mai lên trên địa chỉ đấy nhá, chị Tạ Mai nhá. Lên hồi em cái địa chỉ. Ô sao bút này không xoáy được nhỉ? Chị Tạ Mai lên hồi em địa chỉ của em rồi nhá, lên cho em địa chỉ nhá. Thanh lý 49.000. Chị Tạ Mai lên cho em địa chỉ nhá. 49k mũ hồng này không ai lấy à? Nguyễn Ngọc Ngàm một cân đẹp quá nên 49.000 này, Nguyễn Ngọc Ngàm lên địa chỉ này. Đấy, xinh chưa? Cái mũ này về tự điều chỉnh nhá, cho cái dây này ngắn ý hoặc là dây dài nhá, bé đội nó đỡ bị rơi nhá. Ô Mai Trung Điểm Hóa Bắc Giang à? Có thể gần đây à? Đây, Ngọc Ngà ơi, Ngọc Ngà này. Cảm ơn em nhé, tư mắm 49.000 nhiều lắm, hàng thanh lý mà. Đây, Nguyễn Ngọc Ngà lấy nhá, 49.000 một cái mã váy này. Một cái mũ này, xinh chưa? Đẹp lắm, 49.000. Một quần chip nữa, 49.000 nhá. Nguyễn Ngọc Ngà lên địa chỉ đi. Nguyễn Ngọc Ngà lên địa chỉ cho con này. Nguyễn Ngọc Ngà lên địa chỉ cho con nha. Nguyễn Ngọc Ngà, 49.000. Nguyễn Ngọc Ngà 49.000 nhá. Phương ơi, đây, để chị đang like, chị like dần, từ giờ thì nhiều lắm. Không, lên địa chỉ trên like cho chị nhá, không inbox đâu. Không inbox nhá, lên địa chỉ trên like luôn nhá, Nguyễn Ngọc Ngà nhá, còn nhiều hàng mà. Nguyễn Ngọc Ngà nhá. Nguyễn Ngọc Ngà 49.000 này. Qua mẫu khác nhá. 49.000 tiếp này, ủi áo này size to đấy. Áo này size mày.
Này cái này size to quá. Cái này size tầm độ khoảng 16, khoảng 19 cân, 16, 18 cân đấy. Áo bi ngọc cho em nhá, 49.000. Áo bi ngọc 49.000, 3 cân rưỡi nhiều lắm chị nhá, 3 cân rưỡi em xả đầy. Tí nữa em xả cho 30.000 đầy, thì em xả cho nhiều lắm. Áo bi ngọc từ 16 tới 18 cân cho em nhá. Áo bi ngọc 49.000, size từ 16 tới khoảng tầm độ 18 cân cho em. Từ 16 tới khoảng tầm độ 18 cân cho em nhá. 49. Rồi bộ này size từ 4-5 cân cho em nhá, 30.000. Bộ này size tầm 4-5 cân nhá. Nó là bộ này là nó là gì nhỉ? Bộ này là cái con Mickey ấy, áo 16 cân cho Khả Ngân. Khả Ngân hiện người chia sẻ chưa? Khả Ngân không chia sẻ, không có đơn. Khả Ngân không chia sẻ. Ở trên page bắt buộc hiện người logo em bị bán chứ mọi người nhá. Cái mã này là áo hay là áo bộ, nó là bộ Mickey ấy, những cái gọi là cảm ơn chân là bộ gấu vàng cho em 30.000 này. Cái này đẹp mà, chất có tông mềm nhũn. Ok Ngọc Nguyễn này. Ồ, đây là chị tay đây, để chị like nhá. Đây. Một mũ này, xinh nhỉ? Một mũ này. Một quần chip này, size từ 4 tới 5 cân, tầm 6 cân nùi nữa, từ 4 thì cứ tính size tầm 4 5 cân cho thoải mái tí đi. Ờ. Không, không cần đâu chị like, không cần đâu, không cần em xóa, xóa đi bất đơn hoặc không có đơn đâu. Bộ gấu vàng nhá, bộ gấu vàng size tầm 4 5 cân 30.000. Khả Ngân cho Khả Ngân này, áo bi ngọc. Không, áo bi ngọc đây này. Áo bi ngọc nhá, 50.000 16 cân cho Khả Ngân này. Khả Ngân này. Khả Ngân 50 này. Khả Ngân lên địa chỉ đi. Khả Ngân kèm địa chỉ đi. 50.000. Bộ gấu này có ai lấy không? Thủy Thủy đâu sao? Bé chị Hải bao nhiêu cân nhỉ chị Hải nhờ? 30 này, size tầm 4 5 cân đấy. Bộ gấu vàng 8 cân đừng lấy chị ơi, size tầm đồ mã này size tầm 4 5 tới 4 tới 6 cân ấy, nhưng mà em cứ tính size tầm 4 5 cân thôi. Tầm 4 5 cân thôi nhá, chị nào lấy cho mình xem bộ gấu vàng cho em này, này xinh mà. Đơn đi rồi chị Hằng ạ, đơn đi rồi. Khả Ngân ok rồi. Gấu vàng cái tư mắm này 30.000. Tư mắm ơi, em lấy về cho con mặc hay là em lấy về em bán đấy? Em cho chị biết ngay chị, em mua đồ đấy. Bé chị Quỳnh Trang mấy cân nhỉ? Bộ gấu vàng cái tư mắm 30. Bộ này size tầm 4 tới 6 cân ấy, nhưng mà em cứ bán ra tầm 4 đến 5 cân cho thoải mái, bé mặc cho thoải mái tí mua này. Thương. Tư mắm mua hơi nhiều đấy. Suốt ngày thấy mua đồ. Còn nhiều mẫu lắm mọi người ơi. Thủy thủ này con size từ 4 khoảng tầm 7 cân thôi. Từ 4 khoảng tầm 7 cân núi nhá. Còn 79.000. 79.000. 79.000 cho em nốt nhá, size từ 4 tới 7 cân thôi, 79.000 nốt. Từ 4 tới 7 cân và size nữa là size từ 10 cân đến tới 12 cân, còn hai còn 3 cái thôi. Từ 4 tới 7 cân nhá. Thủy thủ từ 4 tới 7 cân và size từ 9 cân đến khoảng tầm độ 12 cân, em còn có 3 cái thôi, 79.000, được chưa? Một váy này. Phía sau này, em còn có 3 cái thôi, nghìn nốt, 79.000. Một quần chip này, một váy này, size từ 4 tới 7 cân và size từ 9 cân đến khoảng tầm độ 12 13 cân nùi đấy. 79.000 cho em nhá, 79.000. Em qua bộ khác nhá, 79.000 thôi. Nhiều hàng xả mà từ từ đã, em thanh lý nhiều lắm. Vô vào luôn cho chị cứ từ từ. 10 cân á, bé em 10 cân 19 tháng. Hoa baby lấy cái gì nhỉ? Hoa nhỉ? Hoa lấy cái gì? Hoa lấy cái thủy thủy kia hay là cái gì? Cảm ơn cho chị lên mã nhá, lên mã đi. Biết là lấy mẫu gì ấy. Đây. 49.000 tiếp này. Mặn lên mẫu gì đây? Hoa hồng. Từ 4 tới 6 cân và 7 cân lùi tầm đấy cho em nhá. Từ 4 tới 6 7 cân lùi thôi. Đó. Một áo này, một hai dây này, 49.000 nhá. 49k. Hoa hồng. 49.000 nhá, 49.000. Size từ 4 tới 7 cân ấy, nhưng em cứ đoán size tầm 4 tới 6 cân cho rộng một tí. 49.000 cho em nhá, hoa hồng 49. À 9 cân 6 thì lấy size tầm khoảng 10 cân. Thì lấy size tầm khoảng 10 cân hoa. 9 cân 6 thì lấy size tầm 10 cân. Bây giờ là đầu mùa ấy, mặc rộng rộng một tí cho nó mặc thoải mái một tí, khoảng tầm 2 đến 3 cm ấy. Hoa nhá. Thì lấy size cái 10 cân nhá. Bây giờ 9 cân mấy thì lấy size tầm 10 cân. Cho xem mẫu 3 cân đi á, ok nhiều mà. Hoa đi đi à. Chất đẹp cực, hàng cái bán 130 đấy. 10 cân 79.000 và 80 nhá. Hoa hồng chị Cẩm Tiên à. Hoa hồng chị Cẩm Tiên không chia sẻ, không có đơn. Chị Cẩm Tiên không chia sẻ, không có đơn rồi. Đằng sau giá bao nhiêu á? Mẫu này 99.000. Em thanh lý mà, thanh lý mà. H5 nhá.
Ở trên page thể hiện người chia sẻ thì mình áp dụng được cái giá như này, nếu như không chia sẻ trên page thì không có đơn mọi người nhé. 49.000 anh nhỉ? 99.000 cho em. H5 size từ 4 cân lên khoảng tầm được 13 cân cho em. Hoa hồng á, 49.000 thôi. Hoa hồng chứ tư mắm rồi. Tư mắm này, hoa hồng dồn đơn này. Tư mắm này dồn đơn đúng không? Tư mắm có lấy gì? Có mất rồi. À đây tư mắm đây này. 99.000 nhá, nó khác 10 ở cái body là 99.000 thôi. Qua mẫu khác nhá, qua mẫu khác này. 49.000 tiếp. Toàn hàng xả lỗ ấy, đứa nào nói điêu đứa làm chó luôn, thanh lý lỗ luôn. Hoa hồng 7 cân rưỡi không vừa chị ơi, từ 4 tới 7 cân thôi. 7 cân rưỡi đừng lấy chặt ấy. Hai dây vàng từ 4 tới 6 cân nhá. Hai dây vàng từ 4 tới 6 cân này, kiểu như là dạng cái này là gì nhỉ? Quần chip bên trong và váy bên ngoài đấy, đó. Hai dây vàng cho em nhá, 49.000. H5 ok chị, ok chị Pink này. Cam nhỏ à, thủy thủ 10 cân rồi. Còn size 12 cân thôi. Còn size 12 cân thôi, 79.000 nốt. Còn size 12 cân thôi nhá. Thủy thủ còn hai size từ 4 tới 7 cân và từ 10 12 cân. 10 cân sợ hơi dài đấy, tầm 12 mà sẽ đẹp hơn. Lê Hương ơi, bé mấy cân nhỉ Lê Hương ơi, chị đã quên mất số cân của con rồi. Cái này nhập vào giá không nhớ là giá trên 6 mấy ấy, nó đi làm chó luôn được chưa? Em thanh lý 50.000 thôi. Nhưng mà không có số cân, không có số điện thoại một dòng không chốt được đơn mọi người nhá. 49.000 từ 4 tới 6 cân thôi nhá, 7 cân bé nào còi còi vẫn bon chen được ấy. Không, chị Linh nhận mã này bé, mã này bé à. Một bộ 20 cam ấy, tí em xáo cho 49.000, 20 cam còn ấy, tí em xáo cho 49.000 đẹp lắm. Quấn loe tí nữa nhá, quấn loe tí nữa, chị đang xả hàng đã. Hai dây vàng chị nào chốt đây? Chị nào lấy đây em qua mẫu này. Thủy thủ 79.000 hàng ơi, 79 thôi, chị xả mà. Rẻ bẻo. 79.000. Đây. Thủy thủ này còn mấy cái thôi, size từ 4 tới 7 cân và từ khoảng 11 tới 12 cân, 13 cân nùi đấy. Cứ 11 nữa khoảng 13 cân là còn một cái này. Còn size từ 4 tới 7 cân là một cái nhá. 7 8 cân nùi vẫn còn. 7 cân rưỡi đừng lấy, bộ này 7 cân rưỡi không vừa đâu. Cho em xem váy xanh thủy thủ có 1 tuổi 11 cân đấy. 1 cân đấy có một cái đấy không lấy không? Có lấy không là hết này. 79.000 nhá, chất số cứ trả hàng đi. Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng bạn kia lấy mất rồi. Phía sau này, 130 xả có 79.000 ấy. Cathy Nhung đi rồi. Đây đẹp mà. Có 79.000 nên rẻ bèo. Bích Hằng một cái 6 cân này lên số thoại địa chỉ cho Hằng luôn, có 79.000 thôi, rẻ thôi là rẻ luôn, chị xả thanh lý mà. Tất cả hàng này hàng thanh lý mọi người nhá, hàng thanh lý này. Thủy thủ 11 cân thả lên số thoại địa chỉ đi. Hai đây, có 79.000 đi, trước ngày bán 130 đi, giờ xả có 79.000 đi. Hai dây vàng tư mắm ở dồn đơn này. Em nói em xả lỗ rồi, con các chị cứ yên tâm đi cho em. Từ giờ đến tối xả còn nhiều lắm. Bây giờ hàng lên chị xuống thoại địa chỉ nhá Hằng ơi. Hàng hàng em, địa chỉ đi em. 79.000, 79. Thủy thủ đẹp chị mua rồi. Và cái này em biết mà, chị khách quen, em nhớ mà. Em xả thôi, bây giờ còn mấy cái xả nốt rồi là hết đi. Ai nhỉ? Bích, Bùi Bích Hàng à? Hàng lên là chỉ em nhá. Cái này đẹp mà, đơn giản nhưng mà xinh nhỉ. Bùi Bích Hàng luôn bộ vàng 6 cân trước rồi, bộ vàng những bạn kia bạn lấy mất rồi. Đây cho mặt bộ là cho em nhá. Đây, đây Hàng nhá. Chị Thảo Nguyễn ok rồi, 11 cân đấy. Hàng ơi đây. Hàng ơi, hàng còn ở đây không? Cho hàng nhá. 50.000, đứa nào nói điêu làm chó luôn được chưa? Xả lỗ. Bạn nói là xả rồi. Mùi Bích Hàng, chị Thảo Nguyễn ok này. Thủy thủ dồn à, tư mắm đợi chị một tí nhá. Hàng này, hàng em ok này, chị Thảo Nguyễn này. 79.000 cho chị Thảo Nguyễn nhá. Chị Thảo Nguyễn ok này. Tư dồn đơn đúng không em? Tư mắm này. Còn em xả linh tinh lắm, với cái gì xả cái đấy. Bà nào hốt được gì thì hốt, nhanh không hết. Bà nào nhanh thì là được hàng đẹp. Ừ, bộ vàng chị lấy cho rồi, hàng ạ, chị lấy cho rồi. Tư mắm dồn đơn này. Đấy, hàng đẹp luôn. Tư mắm này. Ừ, tư mắm ơi, ừ. Con thủy thú này có ai lấy được không? Size từ 4 tới 7 cân thôi. Tầm 8 cân còi còi cũng bon chen được nhưng thôi, cứ đi size tầm 7 cân cho nó mặc thoải mái tí. Chị Linh ơi, thủy thú này em hết size 13 cân rồi, giờ còn size từ 4 tới 7 cân thôi.
Thảo Nguyên à? Thảo Nguyên à? À chị à, chị Linh nghe hết rồi, hết 13 cân rồi, màu vàng hết rồi, dư lại màu vàng có hai bạn đấy mất rồi. Tiếp khác 50.000 này, từ 4 tới 6 cân 7 cân lùi tầm đấy. Mã này là mã gì nhỉ? E9 nhá, với một bộ thôi. E9 với một bộ cuối cùng thôi, 50.000. Size từ 4 tới 7 cân ý. Từ 4 tới 7 cân nhá, nên từ từ nhá, Trinh đợi chị tí. Đây, từ 4 tới 7 cân hàng theo đấy, 49.000. Một này chạy bán 120 đấy, hàng theo mà. Từ 4 tới 7 cân lùi thôi nhá, từ 4 tới 7 cân bạn làm nhanh nhìn được thì còn hàng đẹp. Ngọc ơi, Ngọc Bích lấy cái gì nhỉ? Ngọc Bích lấy cái gì ấy Ngọc ơi? Chị cho thấy em Ngọc comment lên đi Ngọc. Ngọc lấy cái gì, Ngọc comment lại đi. Có ai lấy không? E9 chị Đào Đức Tiên không biết là mấy cân ý. Lê Hương à? À Lê Hương, cho Lê Hương này. Không có số cân thì không biết là bé là bao nhiêu cân đâu. Lê Hương có đơn chưa nhỉ? Lê Hương có đơn chưa nhỉ? Lê Hương có đơn chưa nhỉ? Lê Hương có đơn chưa em nhỉ? Lê Hương có đơn chưa em? Đây, đợi em tí em lấy cái túi đấy. Ba cân rưỡi á, ba cân rưỡi em lấy size tầm 4. Ai nhỉ? Lê Hương à? Từ từ đã, em giả nhiều hàng đẹp lắm mọi người ạ. Đầy hàng đẹp luôn rồi, rẻ bèo có 3-40.000, 5.000 đầy. Lê Hương lên xuống gọi địa chỉ nhanh. Tí đi hàng luôn đỡ phải gọi điện. Tại vì hàng xả này hàng xả lỗ rồi đỡ phải gọi. Nó gọi là mất tiền. Tôi làm cái tìm máy. Qua mẫu khác nhá. Mẫu khác này. Qua mẫu khác nhá. Là nhập bao nhiêu? Nhập 85 à? Bán 50.000 thôi. Cẩm Tiên à, thủy thủ 7 cân à. Em không được chốt đơn đâu nhá. Cẩm Tiên lên xuống gọi địa chỉ cho em đi, tại vì em xả lỗ rồi, em không được chốt đơn nó mất công để chốt đơn lắm, tại vì chị Đào Đức Tiên á, tại vì chị không có số cân của con nên em không biết là bè mấy cân ý. Chị Cẩm Tiên này. Lên xuống gọi địa chỉ cho em nhá, tí em đi hàng luôn nhá. 79.000. Cái mã này là gì nhở? Cái này gọi là cái gì nhở? Váy trung hoa hồng nhá. Váy trung hoa màu hồng, hàng Quảng Châu. Em nói điêu các chị em làm con chó được chưa? Em nhập giá 85, bán 50.000. Nói điêu các chị là một con chó được chưa? Đứa nào nói điêu đứa làm chó. Nhập 85, giá 50.000 được chưa? Lên đơn cho em là mã này là mã váy trung hoa màu hồng. Váy trung hoa màu hồng size từ 4 tới 7 cân cho em nhá, tầm 8 cân đùi đấy. Cứ tính size từ 4 tới 7 cân cho em. Váy trung hoa hồng. Váy trung hoa hồng cái tư mắm bà nào nhanh thì là được. Em mà nói cho các chị em là con chó luôn. Tất cả em xào theo lỗ hết. Từ 85 xào 50.000 ấy. Đây gọi nhập 90 này. Em buôn vào là 90.000 này. Bán nốt 50.000 này. Được chưa? Váy trung hoa hết rồi, chị ạ, tư mắm nó lấy mất rồi. Mà lên đơn là hai dây đỏ cho em nhá. Em nhập giá 90.000 đấy. Không nói sai nửa lời nào luôn. Em nhập 90, bán các chị 50.000. Size từ 4 tới 7 cân cho em nhá. Từ 4 tới 7 cân này. Hai dây đỏ cho em nhé, 4 cân vừa nha em nhé, từ 4 tới 6 cân mặc một size nhá, Thuy nhá. Từ 4 tới 6 cân mà nhầm, từ 4 6 7 cân lùi, 6 7 cân lùi cho em nhé. Ok, đỏ này còn đỏ còn một bộ nữa, chị nào lấy nốt thì cho mình xem nhá. Đỏ còn một bộ nữa, đỏ còn mấy bộ chứ. Em nhập giá 90. Em nói với các chị là bản thân em mà nói điêu các chị, em là một con chó luôn. Nhập giá 90.000, bây giờ bán các chị cũng có 50.000. Hai dây đỏ 7 cân cho chị Khánh Lê. Chị Khánh Lê lên số chạy với địa chỉ cho em rồi nhá. Em vẫn còn nhiều lắm. Cam nhỏ có đơn rồi. Cẩm Tiên ok dồn đơn. Chị Khánh Lê. Khánh Lê lên số chạy với địa chỉ cho em nhá. Em xả lỗ rồi ấy, tí nữa em còn điện chốt đơn cho chị nó mất toi tiền rồi, nó mất công mất cả công nữa, nên là em cứ thế em đi hàng luôn. Ai đây nhỉ? Bà nào rồi em dồn đơn quên mẹ mất rồi. Ai đây nhỉ? Đỏ bẹn đỏ từ từ hết đỏ nhá. Đỏ cho Cẩm Tiên 7 cân sợ hơi chật rồi, cho chị Ly Dinh đi, chị Ly Dinh bé 5 cân. Ok, chị Khánh Lê thì là ok rồi. Chị Ly Dinh nhá, hai dây đỏ hết hàng rồi, 50.000. Em đã nói rồi, các chị yên tâm khi em mua hàng nhà em, hàng lúc nào nhập giá rất là cao nhưng hàng đẹp em bán chị có giá sale lỗ luôn. Lỗ mất 40.000 một bộ. Nên đừng chị nào hỏi em miễn ship nhá. Hai dây đỏ hết hàng rồi, hai dây đỏ hết hàng nhá, cho Ly Dinh rồi. Ly Dinh lên số tại địa chỉ cho em nhá, Ly Dinh nhá. Hai dây đỏ 50.000 hết. Hết nhá, chị Khánh Lê 7 cân có rồi nhá, chị Khánh Lê 7 cân có rồi. Em qua mẫu khác này, 50.000. Em xả giờ tối nên chị nào lấy được gì thì lấy nhá. Vàng cổ tròn này, vàng cổ tròn cho em nhá, vàng cổ tròn này,
Sai từ 4 tới 6 cân cho em nhá. Từ 4 tới 6 cân 49.000 cho em. Thế thì chị thiết thanh chốt lại hàng đi. Chốt lại hàng cho em nhá. Mã lên đơn cho là mã đỏ vàng cổ tròn cho em nhá. 49.000 cho em. Vàng cổ tròn 49.000 từ 4 tới 6 cân. Đằng trước đây, đằng sau đây. Vàng cổ tròn từ 4 tới 6 cân nhá. Tư mắm có này. Vàng cổ tròn từ 4 tới 6 cân cho tư mắm nhá. Vàng cổ tròn vẫn còn. Thì nào lấy nữa thì comment cho em là vàng cổ tròn nhá. Mã gen vàng cho em nhá. 49.000. Đợi em nhá, để em lấy xem là còn mấy size. 49.000. Từ 49.000. Cái vàng cổ tròn. Cái gen vàng. Con một khác cho em nhé, 49.000. Gen vàng cho em từ 4 tới 6 cân nhé. Gen vàng từ 4 tới 6 cân cho em, 49.000 cho em. Gen vàng từ 4 tới 6 cân, không có số cân không chốt đơn các chị nhá, không có số cân không chốt đơn đâu. Chị Quỳnh Hương vàng cổ tròn à, chị Quỳnh Hương vàng cổ tròn ok, chị Quỳnh Hương lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Các chị không có số cân thì em làm sao mà chốt được đơn của con? Cho em xin số cân trên like nhá, số cân của con cho em biết bé các chị mấy cân và như em là số cân của con này. Từ 4 tới 6 cân. Gen vàng cho em nhá, từ 4 tới 6 cân cho em, nhập 85, bán các chị có 49.000 được chưa? Hiện tại em đang bán xả lỗ rồi đấy. 49.000 cho em nhá, có quần. Gen vàng từ 4 tới 6 cân cho em. Em từ 4 tới 6 cân cho em nhá. Gen vàng từ 4 tới 6 cân 49.000. Em qua mẫu nhá, 49. Mã quốc hồng cho em này. Quốc hồng này là 59.000 cho em, từ 4 tới tầm đồ 7 cân cho em nhá. Quốc hồng 59.000 từ 4 tới 7 cân cho em. Quốc hồng từ 4 tới 7 cân. Quốc hồng từ 4 tới 7 cân cho em nhá. 49.000 cho em. Cúc hồng từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhé. 49.000 cho em nhé. 49 này, qua mẫu khác này. Yếm bò còn đấy. Yếm bò này 99.000 là chị Hà Cô ơi. Đợi em tí nhá. 99.000 cho em nhá. Yếm bò túi đen này còn 2 cái nữa. 99.000. Đợi em tí, hàng xả đầy nhiều lắm. Cúc hồng cho Lê Hương có đơn này. Cúc hồng cho Vivi có đơn này. Dân vàng chị Hoàng Minh 4... muốn mua bộ mấy cân ấy, em vẫn còn nhiều lắm nên để em lên nhá. Bộ này em còn có hai bộ này. Yếm bò đen cho em nhá. Yếm bò đen 99.000 này, một áo này, một yếm này, một túi này, size từ 4 đến tầm 8 cân và size từ 9 cân đến khoảng tầm 11 cân cho em nhá. Cúc hồng ngọc bích có đơn này, các chị lên xuống gọi về địa chỉ cho em nhá, chiều em lên điện chốt đơn cho nó nhanh. Hàng xả vẫn còn size to ở dưới nhiều lắm, từ từ đã, còn mấy bộ này em xả trước. Yếm bò đen cho em từ 4 đến tầm 8 cân này và size từ 9 cân đến khoảng tầm 11 cân. Đó, em còn có hai bộ này nốt cho em, 99.000 cho em. Yếm bò đen cho em nhá, yếm bò đen cho em. Yếm bò đen cho em, chị Quỳnh Hương ok rồi này. Chị Đức Kiên cứ chốt hàng là được, sao tiến điện chốt đơn cho. 99.000 cho em nhá, 99.000 cho em. Yếm bò 7 cân cho tư mắm một bộ này, tư mắm một bộ này. Một bộ nữa 9 khoảng 11 cân đấy, chị nào lấy comment cho em. Body có nhiều lắm, Hoàng Ngọc ơi có thế nhá. Tư mắm này, tư mắm này, yếm bò 11 cân chị Phương Bình này. Ok, chị Phương Bình lên số điện thoại và địa chỉ cho em nhá. 99.000, 3 chi tiết, xả nốt. Chị Phương Bình, chị Phương Bình số điện thoại và địa chỉ cho em đi. Chị Phương Bình nhá. Qua mẫu khác này, hết mẫu này 99.000. Em qua mẫu khác nhá, đấy hàng xả. Áo này 30.000 này, mà này còn bé quá. Size tầm từ 4 tới 8 cân thôi. Yếm 7 cân hết nhá. Chị Phương Bình lên số điện thoại cho em rồi nhá. Áo ô tô từ 4 tới tầm 8 cân cho em nhá. Còn một cái thôi, áo ô tô cho em nhá, 30.000. Áo ô tô 30 từ 4 lên tới khoảng tầm độ 8 cân. Áo ô tô 30.000. Áo ô tô 30 này. Cái gì Mickey? À, ô tô à? Ô tô cho tư này, ô tô cho tư này, ô tô này, áo ô tô hết nhá, mặt tư lấy mất rồi. Má này size tầm khoảng 10-13 cân, 10-12-13 cân nùi đấy. Size từ 10 cân khoảng 13 cân cho em nhá, 49.000.
Bờ mà váy búp body cho em nhá. Búp body cho em 49.000 cho em. Từ 10 cân đến khoảng tầm 12 cân. Ô tô hết hàng chị Nguyễn Huyền nhá. Ô tô cho Tư Mầm lấy mất rồi. 49.000 cho em nhá. Size tầm từ 10 cân đến tới 13 cân cho em. Váy búp body cho em nhá. 49.000. Em qua mẫu nhá. Váy búp body 49 này. Váy búp body 49.000 này. Váy 10k cho em nhá. Mã váy 10k. Váy búp body cho chị Phương Bình. Chị Phương Bình dồn đơn. Chị Phương Bình lên số điện thoại cho em đi. Chị Phương Bình dồn đơn mất rồi. Chị Phương Bình, Băng Vi ơi, Phương Bình lấy mất rồi, còn đồng một cái. Váy 10.000 còn một cái, size tầm 89 cân. Size tầm 89 cân cho em. Váy 10k. Váy mềm mềm lắm. Váy 10.000 tầm tầm 89 10 cân cho em nhá. Váy 10k. Váy 10k cho chị Thủy Vũ. Chị Thủy Vũ. Chị Thủy Vũ lên số điện thoại với địa chỉ cho em nhá. Chị Thủy Vũ hết nhá. Rồi ok, hết mã váy 10.000 này hết hàng. Váy 10k hết hàng. Váy 10k dừng, chị Thủy Vũ lấy mất rồi. Chị Thủy Vũ cho em nhá, 10.000. Chị Thủy Vũ 10.000 này. 79.000 cho em nhá. Cánh tiên vàng size tầm 8 cân quay lại cho em. Cánh tiên vàng. Cánh tiên vàng cho em nhá, 8 cân quay lại cho em, cánh tiên vàng cho em. Váy 10.000 hết. Ở trên page không áp dụng chia sẻ là không có đơn đúng không chị nhá. Cánh tiên vàng cho em nhá. Cánh tiên vàng cho em này. Cánh tiên vàng size tầm 8 cân quay lại cho em. Cánh tiên vàng size tầm 8 cân quay lại cho em. 79.000. 79.000. Cánh tiên cho Tư Mắm. Tư Mắm này. Cánh tiên cho Tư Mắm. Cánh tiên cho Tư Mắm này. Đức tiên hết nhá. Cánh tiên Tư Mắm bạn nào comment nhanh thì là được. Có đâu nhỉ? À đây. 49.000 cho em nhá. Size tầm 4 tới 6 cân cho em. Tim hồng từ 4 tới 6 cân cho em. Tim hồng từ 4 tới 6 cân cho em nhá. Tim hồng từ 4 tới 6 cân 50.000. Ok chị Vivi. Cái gì nhỉ? Tim hồng nhá, rất là đẹp lắm, rất đủ lạnh mà. Tim hồng 49.000 cho em, váy 10.000 hết hàng rồi. Váy 10k hết. Tim hồng từ 4 tới 6 cân. Tim hồng từ 4 tới 6 cân 50.000. Bộ Mickey màu hồng size tầm khoảng 12. Chị Hoa Kim ơi, bé được mấy cân rồi? Tại vì không số cân em không biết là bé được mấy cân đâu. 49.000 tiếp cho em nhá. Bộ Mickey hồng cho em. Cảm ơn cho em là Mickey hồng. Nhận được đồ rồi, hài lòng quá chị ơi, rẻ mà đẹp. Cảm ơn Lệ nhiều nhá. Cảm ơn em cho chị Di một cái ủng hộ chị với nhá. Lệ nhá. Ủng hộ chị cho chị Di một cái bình luận của em. Bé 8 cân tim hồng phải từ 4 tới 6 cân thôi. Bé 8 cân không vừa đâu. Nên em hỏi số cân của bé đấy. Mickey hồng size từ khoảng 12 cân, khoảng 15 cân. Em chưa đọc số cân mà các mẹ đã chốt rồi à? Size từ 12 cân đến tới 15 cân. Mickey hồng 50. Mickey hồng 50.000. Mickey hồng 50 còn một bộ thôi. Size từ 12 cân đến tới 15 cân. Từ 12 cân khoảng 15 cân cho em nhá. Chị Thảo Nguyễn Mickey hồng 11 cân mặc dài. 11 cân mặc dài nhá. 12 tới 15 cân. 12 tới 15 cân nhá. 11 cân đừng lấy, em gửi về lại bảo là dài không lấy được, mất công mà trả về các chị. Hứa với em nhá. Em đọc sai là từ 12 đến 15 cân. 10 cân các chị lấy về, dài các chị tự chịu nhá. Không lại bảo là tại sao đặt đồ 10 cân mà chị lấy sai tận 13 cân đây này, con mặc làm sao vừa em trả lại chị. Mất công hoàn về lại mất 30.000. Đó. Tim hồng 5 cân cho Ly Dinh. Chị Ly Dinh dồn đơn 50.000. Hàng nhập 80 đấy, nó đưa chị làm chó luôn. Con nào mà đưa con đấy làm chó nhá. Nó nhập 80 bán 50.000 đấy. Chị nào lấy được không em qua mẫu nhá. Đấy nên em phải nói trước này, size từ 12 cân đến tới 15 cân. Bé chị 10 cân đừng lấy, lấy về dài đừng bảo tại em cố gửi mất công em lại bảo là oan em á, lãi trả lãi lại bảo mất đấy. Nó bán hàng kiểu gì thế, lấy 10 cân nó gửi size to đùng thế này làm sao mà vừa. Đấy nhiều mẹ khó tính lắm, thật sự luôn đấy. Nên em đọc số cân rõ trên like, các mẹ đồng ý thì các mẹ lấy nhá. 50.000 size từ 12 tới 15 cân. Em qua mẫu nhá, qua mẫu con này. Không vừa lại bảo tại em mệt lắm. Và em tiếp lấy bộ này đẹp lắm, có 9.000, ba chi tiết. Và em tí nhá, bộ lá này cho phần lấy bộ nữa. Cái bộ này đợi em tí cho phần lấy bộ nhá. Mickey hồng chị Nguyễn Tiến dồn đơn chuyển khoản 500. À đây chị Nguyễn Tiến đợi em tí nhá. Có thấy Nguyễn Na nhá, có thấy Nguyễn Na nhá, chị Nguyễn Tiến chia sẻ cho em với. Chị Nguyễn Tiến nhá. Chị Nguyễn Tiến này. Chị Nguyễn Tiến đã chuyển khoản 500 rồi. Bộ này 69.000 đợi em tí nhá, bộ này đẹp lắm. Bộ lá xanh này nó là 3 chi tiết cho em, 69.000 đợi em tí nhá.
Bộ này đẹp cực luôn, chất mềm nhũn. Một quần chip này, một cái tuban như này cho em nhé. Xem còn mấy bộ, size như nào đã. 69.000. 6. Một bộ size 8 cân quay lại nhé. Bộ lá xanh size tầm 8 cân quay lại cho em. Size tầm 8 cân quay lại cho em nhé. Bộ lá xanh 69.000. Đào Đức Kiên á, Đào Đức Kiên hình như là chưa sao ấy. Sáu chín nghìn cho em nhé, 69.000. Lá xanh chị Nguyễn Trang ơi, cho em số cân của con đi. Các chị không cho em số cân thì em không biết là bé các chị được bao nhiêu cân đâu. Chị Hoa Kim bé 8 cân này. Một bé 8 cân, chị Hoa Kim bé 8 cân này. Chị Hoa Kim có đơn chưa nhỉ? Từ từ, chị Đào Đức Kiên một bộ này. Lá xanh chị Nguyễn Trang em chả biết là bé bao nhiêu cân đấy. Chị Tạ Mai có size 2 nhá. Chị Hoa Kim bé 8 cân rồi, em số lại với địa chỉ cho em với nhá. Số cân của con bé 8 cân này. Chị Hoa Kim này, Đào Đức Kiên đi size 7 cân hay sao nhỉ? Size 2, Đào Đức Kiên này. Các chị không cho em số cân nên hỏi lại mất thời gian nhỉ. Cả băng đô luôn, cả quần chip 69.000 luôn nhá. Lá xanh 11 cân băng vi có này, Hoàng Vân đây có nhá. Đức Kiên này, Hoa Kim lên đây em địa chỉ đi ạ. À, cho em địa chỉ với nhá. Lên đây em địa chỉ này. Phải một ôi mệt quá. Băng vi có này, 69.000 nhá, băng vi này. Băng vi này. Còn một bộ số 1 nữa này, size tầm từ 4 tới 6, con chị nào lấy nốt nhá. Lá xanh này, một quần chip này, một băng đô như này cho em nhá. Còn một bộ số 1 nữa thôi, size từ 4 tới 6 cân, con chị nào lấy nữa không? 7 cân có, chị Đức Kiên có rồi. Hoa Kim lên em địa chỉ đi, các chị lên em địa chỉ với nhá. Size từ 4 tới 6 cân một bộ nữa nhá. Đây cho tư mắm dồn đâu này. Tư mắm dồn đâu này. Và băng vi này. Này của băng vi bây giờ mình có đơn nhỉ? Băng vi này, băng vi đợi tí nhá. Em xả lỗ với các chị rồi đấy. Này em bán 115 trước ấy. Băng vi. Đừng có mẹ nào bom hàng em vừa bán vừa tặng các bé đấy. Em qua mẫu khác nhá. Bộ này em xem còn 2 bộ này. 55.000 này. Bộ này xe bé thế nhỉ. Từ 4 tới 6 cân, từ 4 tới 7 cân. Từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá. Lên trên là hoa gì đấy nhỉ? Hoa mận, cứ gọi là hoa mận đi, em nhìn thấy nó đậm, gọi là hoa mận đi. Hoa mận cho em nhá, từ 4 tới 7 cân. Còn 2 bộ từ 4, một bộ là size từ 4 tới 6 cân và một bộ size từ 4 tới 7 cân cho em nhá. Hoa mận, rồi hoa kim có rồi. Hoa mận cho em nhá, hoa mận này. Hoa mận cho em 55.000. Một quần chip, anh nhầm, một quần, một áo từ 4 tới 7 cân cho em nhá. Hoa mận chị nào lấy không? Chất số trả hàng em bán nhập là 85, bán 99.000 đấy. Còn có 2 bộ ơi, sáng nốt. Mẫu khác cho em nhá. Vậy sao từ từ á, tí nữa em xả sau, tí em xả cho. Đỏ 2 nô cho em nhá, đỏ 2 nô cho em size từ 9 cân khoảng từ 9 10 cân khoảng tầm 12 cân cho em. Có quần nữa nhá, đỏ 2 nô cho em này. Chứ quần em vừa để đâu mất cái quần nó nhỉ? Vài bộ này là bộ này nó có trong quần như này nữa, em chả nhớ quần này đợi để đâu mất rồi. Đỏ mặn chị Đào Đức Kiên này, số 2 bé 7 cân. Đào Đức Kiên dồn đơn này, 55.000 này. Ok. Đào Đức Kiên đây rồi. Đó hai nô dồn đơn cho băng vi. Băng vi 55.000 này. Bộ này mày làm 220 thì em biết ngay bán giá bao nhiêu. 99.000 đấy. Đó hai nô về 1 cân hết hàng nữa cho băng vi lấy mất rồi. Chị ngày mai em hết rồi. Còn mẫu khác nhé. Còn mẫu khác này. Mẫu này à. Mẫu này có cả mũ nhá mọi người nhá. Mãi này, đây, để buộc lại cái mũ này, 69.000 cho em. Đợi em tí nhá, buộc lại cái mũ đã. Mũ này về các chị điều chỉnh cho con được nhá, cho ngắn nó cho dài là rất là dễ. Cái dây ở phía sau cho bé đội này đỡ bị rơi ấy. Size từ 4 tới 6 cân và size từ 10 cân khoảng tầm 12 cân nhá. Body hoa trắng, size từ 4 tới 6 cân này và size từ 9 cân khoảng 11 cân cho em. Từ 4 tới 6 cân và từ 9 cân khoảng 11 cân ok cho em. Body hoa trắng cho em nhé. Body hoa trắng cho em nhé. 69.000. Body hoa trắng 69 này. Hàng new đấy, không phải hàng này đâu. Đây là hàng thanh lý thôi. Body hoa tím này cũng có mũ nhé.
Bộ bình hoa tím này em có treo ở đây không? Hình như là không sao ấy. Body hoa tím cho em nữa này. Body hoa tím cho em nhá. Body hoa trắng 11 cân cho bé chị Lily này. Body hoa trắng 9 cân chị Ngọc Bích này. Body hoa tím từ 4 tới 6 cân và size từ 9 cân khoảng 11 cân. Đó, cũng có mũ như này nhá mọi người nhá, mà em chẳng nhớ để mũ đâu, tí tìm sau. Nó có mũ như thế này này. Body hoa tím cho em nhá. Body hoa trắng 9 cân chị Hoa Kim này. Body hoa vàng dồn đó chị Khả Ngân này. Body hoa tím đây nhá. Body hoa tím từ 4 tới 6 cân này. Body hoa trắng không còn size 9 cân đâu Tư Mắm nhá. Cái body hoa vàng này cũng còn size từ 4 tới 6 cân và size từ 9 cân đến khoảng tầm 12 cân. Cũng có mũ như này nhá các chị nhá, có mũ như này này. Em một bán 125 đấy, hàng em bán vừa tặng các chị thôi. 69.000 cứ quên, 69.000 cho em nhá. Body hoa vàng cho em 69.000. Ok chưa? Em qua mẫu nhá, em bán tặng các chị thôi. Không phải là hàng hiệu hay hàng gì hết, nó không bị làm sao hết. Em qua mẫu khác nhá. Em qua mẫu khác nhá. Mã này là mã tím cổ tròn cho em này, xinh quá. Tím cổ tròn size từ 4 tới tầm độ 6 cân. 4 tới 6 cân mà ok cho em nhá. 49.000 cho em. 49 từ 4 tới 6 cân, có kèm quần. 4 tới 6 cân nhá. 4 tới 6 cân. Từ 4 tới 6 cân này. Body hoa vàng Tư Mắm sao không vừa đâu. Tím cổ tròn từ 4 tới 6 cân cho em nhá, 49.000. Em qua một khác này. Nóng thế nhỉ, cũng nóng cũng khủng nha. Đây. Cái mã này nốt nốt cho em nhá. Mẹ nào mà hay xem like nhớ mã này nhà em bán bao nhiêu đúng không? Ok chị Vivi dồn đơn này. Cái này em bán 99.000, hôm nay bán cho chị 75.000 cho em nhá. Chất số trả hàng được chưa? Hoa nhí này có 3 tông màu cho con này. Hoa nhí các chị nhá, 3 tông màu cho em. 3 tông màu này, hoa nhí màu hồng này 75.000, chất số trả hàng cho em. Từ 4 cân đến khoảng tầm 14 cân cho em nhá. Từ 4 tới 14 cân mà ok cho em, chất số trả hàng được. Hoa nhí màu hồng cho em này. Hoa nhí màu hồng này. Hoa nhí màu đỏ này 75.000 nốt nhá. Chị nào mà hay xem like nhà em ấy thì nhớ mà này em bán 99.000 đấy. Bán 75.000 cho em nhá, 75.000 cho em. Hoa nhí màu vàng cho em 75.000, từ 4 5 cân đến tới 14 cân mà ok cho em nhá. Hoa nhí màu vàng cho em nhá, hoa nhí vàng cho em này. Hoa nhí màu đỏ cho em nhá, hoa nhí màu đỏ này. Hoa nhí này là hoa nhí màu hồng cho em nhá, 3 tông màu con này. Từ 4 cân đến khoảng tầm 14 cân là có size nhá. Kèm một quần của bé bên trong như này cho em nữa này. 75.000 cho em nhá, 75. Hoa nhí hồng này, màu đỏ này, màu vàng này, đó, 75.000 cho em nhá. Hàng em gửi chưa? Bùi hàng chốt hàng dài. Chốt hàng bao giờ nhỉ? Nếu mà bên chị mình điện chốt đơn rồi là hàng đi rồi đấy. Body vàng á, body vàng bé mấy cân? 9 cân chị Huyền á, body vàng ok chị Huyền có đơn. 75.000 cho em nhá. Hoa nhí màu hồng 75, chất đẹp, số cho trả hàng. Hoa nhí màu đỏ, hoa nhí màu vàng cho em, chất số các mẹ cứ trả hàng thoải mái cho em. Mà 99.000 đấy. Nhập 85 bán cho chị nốt 75.000 nhá. Qua mẫu này. Từ 4 tới 7 cân nhá, từ 4 tới 7 cân. Mặc ok mã này cho em này, ok có đơn là chị Huyền là chị Đức Yên này. Chị Ngọc Bích có đơn này. Ở trên page mọi người chấm lại cho em mà như bị ẩn. Cảm ơn trên page sao nhỉ, không thấy không chấm bài ở trên page nhỉ. Trên page bị ẩn như sao ấy, không thấy chấm bài trên đấy nữa rồi. Quần loe đi á, quần loe đợi tí nhá, quần loe đợi một tí. Cái mã này lên đơn cho là mã body hoa cam cho em nhá. Có chị An Thiên nhá, ok rồi đấy. Em thấy có chị Hồng Yến Đỗ ok rồi này. Tất cả các mẹ có đơn là lên được chỉ cho em nhá. Lên đơn cho em mã này là mã này bán cho chị nhá, 79.000 nốt. Nhưng mà còn size từ 4 tới 7 cân thôi. Bé từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá. Nốt từ 115.000 xuống có 79.000 cho em. Nốt này. Từ 4 tới 7 cân 79.000. Từ 4 tới 7 cân màu bèo cam cho em nhá. Body vàng mẫu nào nhỉ? Mẫu nào nhỉ chị Hồng Yến Đỗ ơi, mẫu nào nhỉ? Ok rồi, chị Thúy Anh nữa nhìn thấy rồi nhá. Ok rồi đấy. Em tưởng bị ẩn cơ mà nhưng không phải. Cái gì nhỉ? Em đã quên mất rồi. Bèo cam từ 4 tới 7 cân. Một áo này, một yếm này, một băng đô này, 79.000 cho em. Ok chị An Thiên. Bèo màu nâu từ 4 tới 7 cân. Một áo, một yếm, một băng đô, 79.000 cho em. Không hề lãi 1.000 nào hết. Em không hề lãi, bán trên 100.000 là bán có 70.000 ấy. Bèo vàng từ 4 tới 7 cân cho em nhá. Từ 4 tới 7 cân cho em, 79.000.
một băng đô, một áo, một yếm rời như này cho em nhá, 79.000. Bèo vàng 79. Bèo nâu từ 4 tới 7 cân 79. Bèo màu cam từ 4 tới 7 cân cho em 79.000. Số trả hàng thoải mái về cho em. Chất bao đẹp của chị luôn, vì mặt em bán trên 100.000 đấy. Bán chị 79.000. Ok chưa? Em qua mẫu nhá, 79k. Tiếp một mã khác này. Váy hồng cạnh búp đi. Váy hồng cạnh búp đi là bán hồng nhỉ? À váy hồng thì tí chị like cho 99.000 thôi. Bảo nó nhập vào hết. Được chưa? Cái mã này thì xài nó nhập vào. Cái mã này có kèm quần chip nhé mọi người nhá. Mã này có cả quần chip của con luôn này. Thủy thủ từ 4 tới 7 cân 79.000 cho em nhá. Thủy thủ cho em. Body vàng có băng đô á. Body vàng băng đô. Mà này em hết rồi ấy, chị ấy ạ, mà này em không còn đâu. Chị Trang hay bèo vàng đấy size tầm 7 cân nùi thôi. Size của bé từ 4 tới 7 cân. Ok cho em thanh lý nốt 79.000 nốt. Còn mấy cái cuối cùng thôi, chắc tầm 5-6 cái cuối cùng nữa. Ok Đức Kiên rồi này. Thủy thủ cho em nhá. Thủy thủ này. Thủy thủ này size của bé là từ 4 đến tới 7 cân mà ok cho em nhá. Ok chị Hồng Yến Đỗ này, từ 4 tới 7 cân mà ok cho em 79.000. Có kèm thêm một cái quần chip nhá. Em chẳng nhớ quần chip của nó, anh vừa like xong vừa chẳng nhớ để đâu luôn đấy. À đây rồi. Thủy thủ cho em từ 4 tới 7 cân mà ok này. Thủy thủ cho em 79.000 nhá, một quần chip của bé như này cho em. Bèo vàng VV có rồi nhá, không cần đọc tên đâu. 79.000 tại vì nó trôi cái mình nhanh quá ha. 79.000 cho em thủy thủ từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá. 79.000. Em qua mẫu đây. Mẫu gì nào? Đây. Mã này nốt cho em nhá, 69.000 cho em. 69.000 từ 4 lên tới tầm 8 cân cho em nhá. Đỏ nơ đen cho em 69.000, chất số được trả hàng lại ok chưa? Đỏ nơ đen cho em nhá, 69 này. Cam nơ đen cho em 69.000. Cam nơ đen 69.000 từ 4 tới 8 cân. Và đỏ nơ đen từ 4 tới 8 cân mà ok cho em nhá. 69 từ 4 tới 8 cân mà ok cho em nhá. Đỏ nơ đen 69.000 và cam nơ đen cho em nhá. 69.000 cho em. 69 này. Một mã khác cho em nhá. Cái mã này lên đơn cho em là A11 này, 2 màu cho em. 89.000 cho em. 89.000 cho em nhá. Xét trắng ở dưới em bò lại tí em like cho 99.000 thôi. Hàng 135 ấy tí em like cho. Mã này em có hai tông màu cho em nhá. A11 màu vàng này 89.000. Các chị cứ thử xem phiên hội xem người đang like bao nhiêu. 115.000 đấy. Có size 2 chị Tạ Mai nhá. Có nhá. Các mẹ xem phiên hội xem mọi người đang like mã này bao nhiêu là các chị biết ngay đúng không? Mọi người like mã này là hàng 115.000 đấy. Em bán các chị cũng có 89.000. Ok chưa? Các mẹ tham khảo phiên hội ấy, đăng bài phiên hội đầy 89.000. Em bán các chị có em bán các chị có 89.000 thôi được chưa? Lên đơn cho em là mã A11 màu hồng. Từ mã này có size từ 6 cân đến khoảng tầm 14 cân nhá. Từ 6 cân đến tới 14 cân mà ok cho em. Em bán các chị giá 89.000 được chưa? Em khẳng định luôn. Giá 85.000 là em giải buôn vào. Bình thường em bán các chị 115.000. Cả cái em cũng mọi người cũng thế. Nhưng hôm nay bán các chị có 89.000. Ok chưa? Hàng sale mà. Thật sự lại đúng mã này em lại đúng 5.000. Nhưng mã kia em hiền nên em xả lỗ. Mã em bán 5.000 cho em nhá. A11 màu hồng này. A11 màu vàng bé chị Nguyễn Trang này, bé chị Hoa Kim này. Từ 6 cân lên tới khoảng tầm độ 14 cân mà ok cho em. Chất số trả hàng lại cho shop. Ok chưa? A11 vàng, A11 màu hồng cho em nhá. Size của bé em bảo cho chị có giá 89.000 thôi. Ok chưa? Khẳng định luôn không em bán giá như em đâu. Tìm là mã em nhập vào 85. Mẹ là buôn, mẹ là bán hàng cho con. Nhập phát, nhìn phát là mỗi ngày nhập bao nhiêu là biết ngay đúng không? Ok chị Hoa Kim có rồi nhá. Chị Nguyễn Trang có rồi, Hoa Kim ok rồi này. Băng Vi ok rồi này, chị Hà Anh ok rồi này. 89.000 chất số cho trả hàng. Được chưa ạ? Em qua mẫu nhá. A11 89. A11 màu hồng cho em này, vàng này. Em qua mẫu nhá. Mã này thì bán cho chị 99.000 cho em. Mã này là mã 13, mã A13 cho em nhá. Mã 13. Mã A13 của bé này. A13 này có hai tông màu, size từ 4 ok chị Hồng Yến nhá. Size ok chị Lý Dinh này. Bé từ 4 cân lên khoảng tầm độ 13 cân. Ok chị thu hàng. Hàng 135, bán các chị còn có 99.000. Ok chưa? Mã này còn có màu nâu nữa cơ, cũng là 135. Bán giờ bán 99.000, ok chưa? Size từ 4 cân lên khoảng tầm độ 13 cân mà từ 4 khoảng 13 cân cho em nhá. Ok chị thu hàng này, ok Hoa Kim này, ok chị Thúy An Nguyễn này, ok Lê Dinh có đơn này. Ok chị Linh Vũ nhá. A13 mẹ nào hay mua hàng nhỉ em ạ này, còn nhớ mà mã này 135.000 ấy. Em bán chị có 99.000 thôi. Một chủ nhật hôm nay là hàng em thanh lý mọi người nhá, hàng sale thôi. Phía sau của con này
một váy này, một quần jean này, một cái băng đô như này cho em nhá. Đó, lên đơn treo là mã A13 trắng 99.000 cho em. A13 trắng 99, em bán 135 đấy. Các chị cứ xem giá lên hội xem các mẹ like bao nhiêu là bên này đúng không? Em like có 99.000, tại vì hàng em sale mà, hàng theo nữa. A13 màu hồng, một quần jean của con này, một váy bên ngoài, một băng đô của con, 99.000 cho em nhá. Ok, chị Nguyễn Trang có đơn này, 99.000. A13 màu hồng, A13 màu trắng. Ok chị Hà Anh. Ok chị Dồn này, 99.000 cho em nhá. Các chị lên hỏi em địa chỉ nhá. A13 trắng cho em, A13 màu hồng, 99.000 cho em. Khẳng định luôn, không nhà ai bán giá như em đâu. Má này thì không lãi 1.000 nào rồi. Thì nhập vào đúng 100.000, bán 130. Giờ bán chị 99.000. Em qua mẫu nhá. Ok chị Lily này, ok chị Bánh Bèo này, chị Lê Hương có đơn này, ok Bích Hằng có đơn của con này, 99.000 cho em nhá. Qua mẫu khác này, hàng theo mà, một váy của con này, một quần chip này, kèm một băng đô của con như này cho em, 99.000 cho em nhá. A13 trắng hoặc là A13 hồng cho em. Em qua mẫu nhá, 99. Cái một hàng này 69.000 này. Từ 4 đến tới 7 cân quay lại cho em nhá, 69.000. 7-8 cân nùi đấy. Size từ 4 đến tầm khoảng 7-8 cân nùi nhá. Từ 4 đến khoảng 7-8 cân thôi. Cái mã này qua để chip đi hết, đợi em tí nhá. Tí em xả xong qua để chip, em còn nhiều lắm. Ok chị Khả Ngân này. Thanh Hoàng mã nào nhỉ? Nhưng mà có ai gọi cho em chưa Thanh Hoàng nhỉ? 69.000 cho em nhá. Mã D1 màu hồng cho em 69.000. Em bán mã này thì bán bằng giá nhập hàng luôn. 69.000 cho em nhá. Lên đơn trên là D1 màu hồng từ 4 tới 8 cân. D1 màu trắng từ 4 tới 8 cân. D1 màu trắng từ 4 tới 8 cân này. Và D1 màu hồng nhập màu be cho em nhá, từ 4 tới 8 cân màu ok cho em. 69.000 cho em. Không thấy gọi á, chốt hàng lại hộ chị với nhá, Thanh Hoàng nhá. D1 màu hồng 69, D1 màu trắng 69 và D1 màu be cho em nhá, 69.000. Phía sau của con này. Đó, em qua mẫu nhá, 69.000 cho em. Bằng giá luôn vào luôn, em làm đưa cho bài em làm có luôn. Ok chưa? Nó quần loe đây á, quần loe đây đợi em tí nhá. Em gọi mình giờ này nhỉ? Alo. Vâng, tầm sau nhỉ? À, gửi lại cho em đi. Gửi lại cho em đi. Gửi lại cho em đi. À, ở cung tính anh, cung tính à? Ở cung tính à? Vâng, thế anh đi lên cho em nhé. Vâng. 100.000 hai quần cho em, quần loe. Bạn nào mua hôm qua hôm kia rồi thôi, đừng kệ giá nhá, đau đầu lắm. Nốt 100.000 hai quần cho em, cất số cứ trả hàng cho em thoải mái. 100.000 hai quần nhá, mẹ nào mua trước rồi thôi không tiện giá nhá. Ok chị Mai Lê này, ok chị Mai Lê. Ôi, chị Mai Lê, à rồi ok rồi. 100.000 hai quần, được chưa? Quần loe cho em nhá, 100.000 hai quần cho em. Mày làm hôm qua hôm kia rồi thôi, đừng kiện giá nhá, nốt. Gì? 100.000 hai quần cho em, size từ 6 cân khoảng tầm độ 13 cân nùi thôi. Từ 13-14 cân nùi cho em nhá. 100.000 hai quần, được chưa? Hai màu, chất số cho hoàn hàng. Mày làm hôm qua hôm kia rồi thôi, đừng kiện giá nốt nhá, xả nốt cho nó hết thôi. Thế còn mấy cái thì nào lấy nốt thì con mình cho em nốt. 100.000 hai quần loe cho em. Thôi nhỉ, cái quần nó. À đây này. Cái quần loe mà giống khách nhà em mặc ấy. Chốt đơn cho em chưa? Cảm ơn cho em là 100.000 hai quần cho em nhá. Ghi cảm ơn cho em là em chỉ bán hai quần một thôi chứ một quần em không bán đâu vì em xả lẻ rồi. Hai quần hai cái hai màu khác nhau hay lấy mẹ lấy bao nào cũng được, tùy các chị thôi. Em cho chị xem ảnh của khách nhí mặc nhá. Thề luôn, 100.000 hai cái. Chưa bao giờ bán 100.000 hai cái, khẳng định các chị luôn. Em đã nói là thanh lý rồi mà. Hàng quần đẹp như này các chị mặc ở nhà được hoặc mà đi học cũng được. Cho chị xem ảnh của khách nhí mặc nhá, khách nhí mặc quần này nhá. Chết yêu mất. Yêu cực kỳ luôn. Đâu rồi? Đây, đít to khủng khiếp. Đây. Khách nhảy mặc quần loe này. Đấy, bé này được 8 cân đấy. 8 cân. Nó là ít tháng. Đấy, được chưa? Khách nhảy mặc quần loe đấy, xinh cực kỳ luôn, là ảnh của các mẹ gửi lại ảnh cho em ấy. Còn bộ nào không em mua hai bộ giống nhau còn Hương ạ, nhiều lắm. À, chị Thúy An Lê có đơn hai quần loe này, chị Lại Thị Huyền có số điện thoại chưa nhỉ? Chị Thu Huyền rồi ok này, chị Phạm Huyền ok, Hoa Kim ok này, chị Bích Hằng ok, Hoa Baby có đơn này, chị Mai Lê ok có đơn này. Ok rồi nhá.
Đó, quần lê nhà em này, hai quần hai màu khác nhau. Bé mặc bao xinh luôn, bạn này có size từ 6 cân. Hai quần hai màu khác nhau là được nha các chị nhá. Quần lê này, xinh lắm luôn ấy, ở bên dì ấy. Mà giống bạn nhí nhí vừa mặc đây này. Các chị phải để ý kỹ vào thì mới nhìn thấy được. Đấy, ở bên đen đen bên dì dì này. Hai quần 100.000 hai quần, nhưng ngày mai là giá khác nhá các chị nhá, chỉ một ngày hôm nay thôi. Nhớ, nick của em là nick Hào Hè, chị nhớ về nick Hào Hè của em nhá. 100.000 hai quần cho em, một đen một hồng hoặc là hai đen hai hồng, tùy các chị mỗi lấy cái nào cũng được. Chất số cứ trả hàng là cho em được, đóng bỉm thoải mái cho em. Đấy, bạn nhìn nhìn đây này, đóng bỉm lên đít là mới to, nhìn em yêu này. Đóng bỉm đấy, khách nhí đấy. 100.000 hai quần cho em nhá, 100.000 hai quần cho em, hai quần loe. Size từ 6 cân đến khoảng tầm 14 cân em có cho em nhá. Ok chưa, em có mẫu nhá. Màu hồng là như thế này, còn màu đen thì là nó sẽ như thế này nhá. Màu đen sẽ nó, đâu nhỉ? Màu đen nó như ở bên dìa này, loe bên dìa. Và em sẽ cho lẫn lộn nhá, có cả một loại này nữa này. Sẽ trước nữa này, đó. 100.000 hai quần cho em. Nốt, chị Châu Nguyễn lên số điện thoại cho em đi. 100.000 hai quần cho em nhá, từ 6 cân đến khoảng tầm 13-14 cân lùa cho em. Chất bao đẹp các chị luôn, co giãn cực kỳ tốt cho em nhá. Quần loe cho em. 100.000 hai quần, một hồng một đen hoặc hai hồng, tùy các chị lấy con nặng lấy nặng được. Em bán các chị để lấy khách thôi. Em có mẫu nhá, 100.000 hai quần. Em có mẫu khác này. Hồng Linh lên chị số điện thoại đi. Hồng Linh ok chị, ok còn gì chị Khánh An ok có đơn này. Chị Châu Nguyễn không có số điện thoại sao ấy. Em qua mẫu nhá. Cái set này thì lên đơn cho em là mã A4 màu xanh. Xinh nhỉ. Màu xanh này lạ lạ nhẹ nhẹ xinh lắm. A4 nhá, ok chị Ngọc Lan. Chất số cứ trả hàng về cho em. Nếu như không lời, nếu như không đúng lời em nói thì các chị có thể là hoàn hàng về cho shop. Shop tự nhận, tự chịu ship. Ok chưa. Thật sự chưa bao giờ em bán, chưa bao giờ em bán 100.000 hai quần đâu, khẳng định luôn. Em bán đó là bây giờ đấy mà bán để lấy khách thôi, nhớ đến các chị nhớ đến Facebook của em là được. Ok chị Hồng Yến Đỗ dồn đơn này. Ừ ok, lên đơn cho em là mã cái này là A4 cho em nhá. A4 màu xanh cho em. Cái này là 99.000 cho em nhá. A4 màu xanh 99.000 này. A4 màu vàng cho em 99.000. A4 xanh, màu xanh nhìn em thấy màu xanh này lạ lạ xinh lắm. Đây này. Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng mà đẹp. Đó, màu xanh này. Cái quần của nó yêu lắm. Em cho chị xem quần nhá. Quần này còn bỏ tháo ra thì thôi rồi luôn, mặc về váy ấy. Đấy, quần này yêu cực kỳ luôn. Màu xanh nhẹ nhẹ nhìn mặc mát mát ấy, lạ lạ nhìn đẹp lắm. Quần chip dạng giả váy này xinh lắm. 99.000 cho em nhá, 99k cho em. A4 ok Hồng Linh, ok. Sau chị chọn cho hai cái hai màu hai kiểu khác nhau là được, cho bé thay đổi dễ mặc. Ở nhà mà cũng đẹp hoặc đi học mà cũng đẹp luôn ấy. Nó điệu lắm. Đó. A4 xanh 99.000 nhá. A4 xanh 99 hoặc là A4 vàng 99.000. Em qua mẫu nhá. Phía trước của con này, băng đô này, quần chip này. Ok, ok hoa kim, ok em. A4 màu xanh nhá. A4 màu vàng 99.000, từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân, xinh chưa? Lại bảo không đẹp đi. 99.000 nhá, con mẫu. Cái mã này xinh mà mình nhỉ, này đẹp thật đấy. Con mẫu khác của bé này. Body, các chị muốn xem body không? Body bảo em với nhá, xem body thì bảo em. Cái mã này lên đơn cho em nhá. Mã này lên đơn em là mã C6. C6 này là C6 màu vàng cho em nhá. Ok chị Bảo Khiêm cho em số điện thoại nhá. Chị Bảo Khiêm mới có đơn chưa? Ok chị Hồng Tươi này, ok chị Châu Nguyễn nhá. Mã này lên đơn cho em là 89.000. A4 vàng của bé chị bé Ngọc này. A4 màu xanh của bé chị Hồng Yến Đỗ nhá. Em qua mẫu này. Cái mã này là mã C6 vàng. C6 vàng nhá, xinh chưa? Mã này size từ 5 cân đến khoảng tầm độ 13 cân cho em nhá. Ok chị Bảo Khiêm nhá. 89.000 cho em. Chất đũ lạnh ấy, đẹp lắm. Ok chị Phạm Hồng Tươi có đơn là con này, bé 7 cân. Ok chị. Mã này lên đơn cho em là mã C6 vàng cho em nhá. C6 vàng cho em 89.000. Bé từ 4 cân khoảng tầm 13 14 cân có size cho em nhá. C6. C6 nhá. Cho em xem quần đây chị vừa mua à? Ừ ok. Quần đen đây. Quần đen là 100.000 hai cái nhé. Đừng mẹ nào hôm qua mua rồi thôi, đừng hiện giá nhé. Mệt lắm. Không các bà vừa hôm qua bán giá này hôm nay bán giá này đau đầu chứ. Quần loe cho em nhá, 100.000 hai quần, em sẽ lấy lẫn lộn bé một cái màu hồng hoặc một cái màu đen, hoặc là mẹ nào thích một đen hai cái đen hoặc là hai cái hồng cũng được, tùy các mẹ tự chọn nhá, mẹ tự chọn được. Đó, quần giống quần như bé mặc này, đó, quần như bé mặc này, khách nghĩ mặc luôn đấy. Đây chính là bạn này luôn này, xinh lắm, đơn giản đấy nhưng mà đẹp. Đó, bé gái cái quần loe này yêu nhở, 100.000 hai quần, 100.000 hai quần nhá, một quần màu đen này. Một quần màu hồng nhá. Ok bé chị Khánh Duyên có đơn bé 9 cân này. Ok chị bé ngốc nhá. A1 màu vàng bé 11 cân ok chị này.
Đó, ok chưa? Nó co giãn cực kỳ tốt luôn ấy, nó co giãn rất là tốt nhá. Bé đóng bỉm, bé nào trộm vía mông to đóng bỉm thoải mái, không bị làm sao đâu. Nó co giãn tốt nào. Một cái bán là 60 á chị nhá, một cái bán là 60. Thôi lấy hai cái 110, một nghìn nữa lấy hai cái bé mặc thay đổi thoải mái luôn. Nó co giãn cực kỳ tốt. Các chị nhìn chất của bé này. Ok bé ngốc nhá, bé ngốc có đơn rồi đúng không? Sơn rôn đúng không? Đây, xinh chưa? Hai cái em chỉ lấy cho bé hai cái, mỗi một một kiểu là một cái nhá. Một con sẻ rìa, một con sẻ trước. Có đấy chị Khánh Lê nhá, chị Khánh Lê ơi, có đấy chị Khánh Lê có đơn, Khánh Lê có đơn rồi sao ấy? Đây. Đây này bé ngốc này chỉ lấy cho hai cái, hai kiểu. Bé mặc thay đổi luôn là nó bị trùng. 100.000 hai cái cho em nhá, 100.000 hai cái em qua mẫu nhá. Em lên được một body này. Body này em còn lẻ sai lắm. Body này em còn lẻ sai. Có thấy các mình không? Của mình không vậy. Một set điểm búp đi trên bộ xanh á. À, mà đây bé chị mấy cân thì Khánh Lê nhỉ? Mà đây bé chị mấy cân rồi? Bé chị được mấy cân? Em qua mẫu nhá. Chỗ này nhá. Em qua mẫu này, mã lên mặt nó là cái body đấy. Cái mã lên đơn cho em là body cánh tiên cho em nhá. Body cánh tiên trắng cho em 79.000. Em nhập 100, nói điêu làm chó luôn. Nhập 100, bán 120.000, giá bán chị 79.000 bán tặng nhá. Mà đấy bé 7 cân không vừa chị Khánh Lê nhá, mà đấy dài. Bé chị không vừa đâu, máy to đấy, cái búp đi để to lắm. Từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá. Body cánh tiên trắng 79.000. Em bán tặng các bé thôi. Em nhập bán là 100.000 rồi. Bà nào nói điêu bái làm chó được chưa? 79.000 cho em. Ok Kiều Trinh, ok em. Bé từ 4 cân lên khoảng tầm độ từ 4 cân lên tới 7 cân cho em nhá. Body cánh tiên trắng cho em. Từ 4 tới 7 cân. Em có thấy chị Ngân nhá, chị Ngân ơi. Em có thấy chị nhá. 79.000 cho em. Body cánh tiên em bán 120.000 đấy. Giờ xuống còn có 79.000, ok chưa? Body cánh tiên trắng 79. Body cánh tiên anh em nhầm. Mã này lên là em là mã H5 cho em nhá. Em cũng ảnh của bé mặc xinh này. Đây ảnh khách mặc này, xinh cực luôn. Khách nhìn nhà em mặc đấy, đẹp cực. Đây là hai mẹ con bé rồi. Ok Kiều Trinh nhỉ, ok Kiều Trinh có đơn là con nhá. Có đâu nhỉ? Đây 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 đây. Đó, xinh chưa? 99.000. Em gửi rồi chị Ngân ơi, em đi hàng hôm qua rồi. Đơn chị em gửi hàng hôm qua rồi đấy. Đây này. Xinh nhỉ? Khách nhà em mặc đấy, cái body bubble này nó rất là xinh. Em bán chị 99.000 nốt nhá, 99.000 cho em. Mã lên đơn trên là mã H5 cho em nhá. Mã H5 từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân. Từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân có size cho con nhá. Từ 4 cân đến khoảng tầm độ 13 cân mà ok cho em. Đây này, khách nhà em mặc này, xinh chưa? Mã này có size tầm, chị ơi, 3 cân để lấy size tầm 4 cân. Bé nào 6 cân để lấy size tầm 7-8 cân. Tại vì sao? Cái body này thường thường bắt buộc các bé phải mặc đóng bỉm. Nếu như các bé lấy kết quả thì nó sẽ bị đau cái háng của bé nhá các chị nhá. Lấy nick size của con. Đấy là em khuyên thật và tâm sự thật. Bé 4 cân lấy size tầm 6 cân cho em. Và bé 8 cân lấy size tầm 10 cân. Mặc cái body nó phải có một cái độ trùng. Độ trùng của bé ngồi nó dễ. Và khi mà bé mặc đóng bỉm ý, nó không bị tích cái bẹn của bé. Ok chưa? Nên là bé 3 cân tất nhiên là sẽ vừa chị nhá. Bé 3 cân mặc là số bé nhất cho em. Mặc số 4 cân ấy. Từ 4 tới 6 cân là size bé nhất nhá chị nhá. 4-5 cân là size bé nhất. Chị mà lấy bé 9 cân mà lấy mã này riêng mà lấy 9 cân ấy, cái body của nó không nói. Nhưng cái body này chỉ lấy 9 cân mà hiện tại bé 9 cân rồi lấy về y rằng 100% bé không mà mặc đồng bỉm nữa đâu. Đấy là em khuyên thật luôn ấy. Không phải là em bán hàng mà em nói linh tinh đâu, mà là em khuyên thật luôn. Nhưng quần áo các chị phải là mặc vừa cũng được. Nhưng cái body này các chị phải lấy nhích cho con nhá. Mặc đóng bỉm nó không bị đau cái háng của bé, các chị hiểu không ạ? Đó, nên cái bỉm chắc tầm mất 2 cm bỉm rồi. Ok chị gì nhỉ? Chị Trần Nhi có đơn này. Duy Tân đi hàng rồi. Duy Tân đi hàng rồi nhá. Đó. Không phải là em bán hàng mà em nói mà em khuyên vớ vẩn đâu, nhưng mà em khuyên thật luôn đấy. Các chị thử ngắm mà xem có đúng không. Từ 4 đến khoảng tầm 13 cân có size cho em. Body book body cho em nhá, 99.000 cho em. Em sell thôi. Khách nhẹ mặc bao xinh luôn. Đây, nhiều lắm, khách nhẹ mặc đầy luôn đấy. 99.000, chất xấu, các chị được hoàn lại hàng lại cho em. Đồng ý với em chưa? Ok, em qua mẫu khác nhá. Body hoa xanh cho em. Body hoa xanh, đây, đằng trước đây. Body hoa xanh cho em nhá. Body hoa xanh cho em này, 99.000 từ 4 tới 8 cân. Bé từ 4 tới 8 cân nhá. Hình như bữa nay em cũng có ảnh của khách mặc ở sau nhỉ. À, hình như của em không tải ảnh ấy về rồi. Body hoa xanh cho em này, 99.000 cho em nhá. Body hoa xanh 99.
từ 4 cân là size bé nhất. Cái body book đấy là 99.000 nhá. Hai quần 5 cân của bé à, chị Linh xin comment cho là hai quần loe cho em với nhá. Comment cho là hai quần loe đi. Hai quần loe cho em với nhá. Hai quần loe. Hai quần loe cho em nhá. Đây, cái body hoa xanh đây là ảnh rồi. Đây này, hôm qua em đang kéo lại ảnh các bạn ấy mới nhận hàng gửi ảnh lại cho em này. Đây là bạn này. Body hoa xanh ấy, xinh lắm. Đấy, em để ảnh của các khách nhí mặc ấy. Các mẹ nhận hàng lại, các mẹ lại chụp ảnh lại cho em ấy. Xinh cực luôn. Nhắn nhiều cái body xinh lắm. Đây này, khách mặc đầy luôn. Xinh cực. Khách nhà em mặc đấy. Nhiều lắm, nhắn nhiều ảnh của các bé mặc lắm. Các mẹ nhận hàng đẹp rồi chụp ảnh của bé và gửi lại cho em ấy. Đó, body hoa xanh cho bé từ 4 tới 8 cân cho em nhá. 99.000 này. Đây, body book body nhá. Body hoa xanh để có size 10 cân không á? Hình như là em nhớ là có còn không biết đấy, còn mấy cái em chưa có xem size, không biết là có còn size mấy cân đấy. Đây, cái này xinh mà. Đơn giản nhưng mà không lo lỗi mốt đâu. Đó, ống loe á, ờ là chi chi đại chị xíu nhá. Bé 10 cân mà em thì không còn không. Vì còn có 3 4 cái thôi. Không không, mã này còn size tầm 8 cân lùi thôi chị ạ. Size tầm 8 cân lùi thôi, mã này hết size to rồi. 8 cân quay lại thôi. Này size từ 4 con hoa xanh thì tầm 8 cân lùi thôi nhé. Body hoa xanh thì còn 8 cân quay lại thôi. Hết size 10 cân rồi. Em vừa nhận được hàng chất đẹp lắm. Cảm ơn Nguyễn Lãm nhiều nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Mã này size 9 cân đấy chị. Size có một bộ size 9 cân nhưng em chưa hao số. Còn size tầm 8 cân đấy. Còn một bộ size 9 cân đấy. Em có size 9 cân đấy. Ok, dồn đơn ok, bánh bèo. Size tầm 9 cân quay lại đấy nhá. Bé đặt tầm 8 cân mặc thoải mái luôn thì em đã chứa hao bé 9 cân rồi. 8 cân thoải mái chị Mai Lê nhá. Em nói rồi, chất xấu cứu trả hàng này cho em được, không phải lo đâu. Bán hàng này các chị một lần này để lần sau các chị quay lại và ủng hộ nữa. Bán hàng này một lần các chị. Mẫu nào nhỉ Thanh Huệ nhỉ, mẫu nào sao chị bù được mà. Chị bù được. Quần ống loe đợi xíu nhá. Đây, body cherry màu đỏ cho em nốt này, 99.000 cho em nhá. Body cherry màu đỏ từ 4 tới 7 cân. Body cherry màu đỏ nhá, từ 4 tới 7 cân này, 99.000 này. Body mã này size tầm 4 tới 6 cân thôi nhá. Body cherry nhí trắng 70.000, từ 4 tới 6 cân này, body cherry nhí trắng này. Nhìn với hồng tôi trên cùng, bé được mấy cân nhỉ Thủy Nấm nhỉ? Bé được mấy cân rồi em? Bé được mấy cân rồi? Body cherry nhí hồng từ 4 tới 6 cân 70.000. Body cherry nhí vàng cho em nhé, từ 4 cân lên khoảng tầm độ 13 cân mà ok cho em, 99.000. Ờ, là chị xíu nhá. Body cherry đỏ 7 cân chị Khánh Lê. Ok chị, quần loe này chị làm hôm qua rồi thôi, đừng kiện giá mọi người nhớ, nốt cho em 100.000 quần. 100.000 quần cho em nhá. Quần loe đen cho em 100.000 quần. Chất số trả hàng được lại cho shop. Size bé từ 6 cân, nó co giãn rất là tốt các chị nhá. Ok, bé chị Hồ Thúy Trang có đơn này. Ok chị Lệ Băng Thủy Nấm, bé 8 cân rưỡi không vừa rồi, bạn ấy hết size rồi nhá. Thủy Nấm nhá, Lệ Băng ok có đơn là con rồi này. Body cherry nhí hồng chị Tường Vi, bé được mấy cân nhở? 70.000 thôi, từ 4 tới 6 cân cho em nhá. Không, bạn ấy hết size to rồi, hết sạch rồi. Mai nó có băng đô nhá. Băng đô em đang nhớ để đâu này. Nó tìm băng đô là như này này. Body cherry nhí trắng từ 4 tới 6 cân. Body cherry nhí hồng từ 4 tới 6 cân, nó là quả cherry đấy, từ 4 tới 6 cân thôi, 70.000 thôi. Nhập ở giá khác đấy, bán tặng cho chị thôi. Đó. 100.000 quần loe cho em nhá, chất xấu cho trả hàng luôn và ngay cho shop. 100.000 quần. Ok chị Khánh Lê được. Size quần jean bé gái á. Không không chị Khánh An ạ, em không. Size từ 6 cân lên khoảng tầm độ 13 cân có size cho em nhá. 100.000 quần, em qua mẫu nhá, qua mẫu đi. Qua mẫu nha. Em qua mẫu khác này. Này, cái váy này chị nào lấy tốt em xả nốt này, 119.000 nốt cho em. Váy ruồi cho em nhá, váy ruồi này size tầm độ 9-10 cân quay lại cho em nhá. Size tầm 9 cân cho thoải mái tí này. Váy ruồi trắng size tầm 9, từ 7 tới 9 cân mà ok cho em nhá. 119.000 cho em này, 119.000 cho em váy ruồi. Body toàn size bé thôi chị, hết mất rồi. Body em hết hàng size to rồi. Lay gì nhỉ, chị bảo em lay cái gì mà quên mất rồi. 89.000 cho em nhá, 89.000 cho em này. Lên đơn cho em là mã này, là mã A3 trắng này. A3 màu trắng cho em nhá, 89.000 cho em. Một quần của bé này, một áo này, một băng đôn này cho em nhá. A3 màu trắng cho em này, 89.000. Từ 7 cân lên khoảng tầm độ 17 cân ok, có size cho em nhá. Ok chị Mộc Miên có đơn là con này. 89.000 cho em nhá. A3 màu trắng cho em. A3 màu trắng, 89.000.
từ 7 đến khoảng 17 cân. A3 màu vàng cho em nhé. A3 màu vàng chất xấu được trả hàng lại nhé các chị nhé. Nó là hàng đồ đối lạnh mà. Có thế tường vi nhé, tường vi ơi, có thế tường vi. A3 màu hồng cho em nhé. A3 màu hồng 89.000 cho em. A3 hồng 89. A3 màu vàng 89. A3 màu trắng 89.000. Size cho con là từ 7 cân lên khoảng tầm độ 17 cân là có size cho con nhé. A3 3 màu 89.000. Đây bộ xanh đây, bộ xanh là hàng hot hit luôn ấy, bán nhiều kinh khủng luôn ấy. Còn yếm bò quần dài nào bé 8 cân không? À, hay còn cái set này có một set hay chị có lấy không? 99.000 lốt nhá, yếm vào rốt tí online cho, đợi em tí nhá. Ok chị Mai Lê, các chị lên hỏi em số điện thoại và địa chỉ của em rồi nhá. Đây nhá chị Thanh Lê hỏi mẫu này đúng không? Mã này lên đơn cho là má A4 màu xanh. Một quần chip của con này. Đây, một quần chip này, một áo này, kèm một băng đô như này cho em nhá. A4 màu xanh cho em, A4 xanh, A4 màu vàng cho em nhé, 99.000, set 3 chi tiết cho em, từ 4 cân lên khoảng tầm độ 13 cân là có size cho con nhé. Ok chị Mai Lê, chị mà các mẹ có đơn kia dồn đơn của em rồi nhé, ghi của em chứ dồn đơn của em phía sau với nhé, có đơn ghi em dồn đơn phía sau của em với, ghi em dồn đơn. Cái mã này lên đơn của em là mã A4 màu xanh cho em nhé, A4 màu xanh này, hoặc là A4 màu vàng, cái quần này của con yêu lắm, nên tháo chị trong quần nhé. Con này của con xinh cực kỳ luôn ấy, chất này nó rất là mềm đó, màu xanh này màu lạ lạ nhẹ nhẹ xinh lắm. Ok chưa, A4 màu xanh cho em nhé, từ 4 cân lên khoảng tầm 13-14 cân quay lại cho em, hoặc là A4 màu vàng cho em nhé. Ok chị Lệ Băng, mẹ nào có ghi có đơn ghi em chữ dồn đơn, có đơn ghi em chữ dồn đơn của em rồi nhé, xem con mẫu nhá, này xinh mà lạ lạ xinh lắm, baby bánh bèo cực kỳ luôn. Đây đây, 2 giây đây chị nào hỏi Mai, 2 giây đấy nhở. Ok chị Huyền dồn đơn, chị Hồng Tươi dồn đơn này, ok này. Đó, mẹ nào có đơn như vậy thì em chữ dồn đơn rồi em phía sau lại cho em nhé. Thì bạn em hôm nay bán cho chị nốt 89.000 cho em nhé. 89.000, chất xấu được quay đầu hàng lại và không nhận hàng em cũng đồng ý luôn ấy. Ok chưa? Lên đơn cho em là A11 màu hồng này, A11 màu vàng cho con nhé. Phía sau có, phía trong có quần của con này. Đó, đồ đũi cho em nhé. 89.000 cho em, A11 màu vàng cho em nhé. Ok bé chị, ok Hoa Kim dồn đơn của con A4 màu xanh. Cái gì lại cái mất rồi nhỉ? A11 màu vàng cho em nhé. A11 màu vàng này. A11 màu hồng cho em nhé. 89.000. Size cho con là từ 6 cân lên khoảng tầm 14 cân nhé. Từ 6 cân lên tới 14 cân là có size cho con này. 89 này. Xinh quá. 89.000 cho em nhé. Hai màu. A11 vàng hoặc là A11 hồng cho em nhé. 89.000. Em qua mẫu nha. Đây chị nào vừa hỏi em cái yếm đây nhở, em còn cái yếm này bé 8 cân quay lại thôi, 99.000 cho em nhá. Yếm cà rốt màu trắng cho em 99.000, size của bé ok, Hoa Kim dồn đơn này, size của bé từ 8 cân quay lại cho em nhá, yếm cà rốt như này cho em, 89.000 cho em nhá, yếm cà rốt cho em 89.000. Ok chị Hồng Tươi dồn đơn, ok chị này, ok chị Châu Nguyễn dồn đơn bé 9 cân nhá. Ok, em qua màu khác nhá. Chị nào lấy một mẫu nữa không này, cái mã này lên đơn cho em là mã cái gì nhỉ? C6 nhá, C6 màu vàng cho em nhá, C6 vàng cho em, C6, ok chị Khánh Lê dồn đơn ở con này, C6 cho em với nhá, cái set này nó là C6 vàng, size từ 5 cân đến khoảng tầm độ 14 cân cho em, C6 cho em với nhá. C6 cho em với nhá, C6 là 89.000, size của bé là từ 5 cân, từ 5 cân đến khoảng tầm độ 13 cân có size cho em nhá. C6 89.000 cho em, chất đũi lạnh đẹp lắm. Có bé 6 cân mà 3 tháng không á, em có chị Nguyệt nhá, em có nhà em nhiều lắm, nhà em chuyên hàng nhí của con mà, từ 4 cân là size bé nhất, từ 3 cân ấy, size bé nhất là em đã có rồi. Nhà em chuyên hàng sơ sinh mà. Một mã nữa, mã này lên đơn cho mã túi vàng cho em nha, mã này xinh nhờ, cute cực luôn ấy. Mã túi vàng cho em nhá, phía trong có quần của con, size của con là từ 6 cân nên khoảng 14 cân là có size nhá. Em có 2 tông màu này. Cái mã này lên đơn cho em là mã túi vàng nhá, túi vàng này, quần của con bên trong này. Bán chị 89.000 cho em nhá, 89.000 cho em. Mã túi vàng cho em nhá, túi vàng này. Ở bên này có, trong này có quần cho em nhá, có quần này, em có 2 màu này, size từ 6 cân đến tới 14 cân có size cho em nhá, và mã túi đỏ cho em nữa này, 2 màu của bé luôn, túi vàng với túi đỏ cho em nhá. Đây túi đỏ này rất là xinh luôn, túi nó là ngay nhí màu đỏ đấy, hoa hoa màu đỏ đấy. Em qua mẫu nhá, 89.000 cho em này,
túi vàng với túi đỏ bé này, nốt 89.000 cho em, size mã này bán 115.000 đấy. Em bán cái xịn có 89.000 thôi. Ok chưa? Bán cái xịn này trong 3 mẫu nhá. Còn mẫu này nhìn nhìn này, tí em xả mẫu cho chị luôn. À, tí em xả 5.000 này. Tí em xả mẫu này. Mã hoa nhỉ cho em nhé, em xem váy hồng hàng trên cùng ấy. Váy hồng hàng trên cùng. Con được mấy cân rồi nhờ Ngọc Lan nhỉ? Ok, hoa kim này. Mấy cân nhỉ? Cái mã này lên đơn cho là bộ hoa nhỉ cho em nhé. Chất xấu các mẹ, nhìn em kết hàng nhá. Nhìn em kết hàng này, chất này là mát hay cứng hay là có nhăn hay không là các chị biết ngay đúng không? Được kiểm tra hàng cho em, sờ chất này sao có mát, mát nhận hàng. Chất này cứng, ngứa, nóng, trả hàng lạnh nhá. Một quần ở con bên trong này, một áo bên ngoài này. Hoa nhỉ này có 3 tông màu cho em nhá. Hoa nhỉ này có 3 màu này. Hoa nhỉ màu hồng này. Hoa nhỉ màu đỏ này. Hoa nhí màu vàng cho em nhé, 3 màu cho em. Các chị nếu như chất không đúng như lời em nói thì các chị có thể là hoàn lại hàng lại cho em nhé. Chất không đúng như lời em nói các chị có thể là hoàn lại cho shop được. Nó rất là mềm và mát. Chị Phạm Huyền ơi, có gì thì chị Phạm Huyền nhé. Chị Tường Vi lấy hoa nhí màu gì đấy? Hoa nhí màu hồng, hoa nhí màu đỏ và hoa nhí màu vàng cho em nhé. 75.000. Em bán 99.000 đấy. Chị nào mà hay xem like nhà em thì biết ngay ấy. Thật sự hôm nay bán chỉ có 75.000 thôi. Được chưa? Chị Phạm Huyền ơi, có thế chị nhá, chị comment gì em không hiểu ấy. Gì ấy? 75.000 cho em nhá, hoa nhí màu vàng. Không đúng như lời em nói, chất mà nó không mềm, không mát. Không như lời em nói, các chị được trừ lại bộ này và hoàn lại cho anh giao hàng lại cho em. Ok chưa? Hoa nhí màu vàng cho em nhá. Hoa nhí màu đỏ này và hoa nhí màu hồng cho em 75.000. Từ 4 đến khoảng 14 cân mà ok cho em nhá. Từ 4 cân đến khoảng tầm 14 cân là có size cho em nhá. Ok chưa? Hoa nhí 3 tông màu cho em. Cái set này là hàng 75.000 nốt cho em nhé, 75.000 thì em còn ít nữa thôi. Thì mã này em còn size bé lắm, từ 4 tới 7 cân thôi. Ok, chị Mộc Miên này, chị Mộc Miên dồn đơn như nào nhỉ chị nhỉ? Đây chị Phạm Huyền thôi, em đang hỏi là bé chị được mấy cân ý. Em đang hỏi bé chị được mấy cân. Cái mã này thì lên đơn cho em là mã này em còn size bé thôi, hết size to rồi. Em còn size nhí nhí thôi. Cái mã này em có 2 màu nhá, nhưng mà em còn size bé lắm, từ 4 vào tầm 7 cân thôi. Váy ngoài cùng á chị, váy ngoài cùng màu hồng. À, rồi ok, nhìn thấy rồi, đợi xíu nhá. Bé 8 cân nhá, ok đợi em xíu. Ok chị Ngọc Linh có đơn này. Mộc Miên dồn đơn như nào ấy. Hoa nhỉ 14 cân, 15 cân có nhá. Đó, em thích bộ đó mà hết size rồi, Thủy Nấm á, hết mất rồi, bộ này không còn rồi, hết sạch rồi Thủy ơi, hết sạch rồi, nóng quá nhỉ. Một mã thì lên đơn chứ là cái bộ này còn size bé thôi nhá. Ê nhầm, mã này còn size từ 4 tới tầm 8, 9 cân rồi. Nhầm, nhưng mà màu nâu còn 2 set size tầm 8, 9 cân rồi đấy. May quá. Đây còn 2 bộ nữa này. Màu nâu còn 2 bộ size tầm 9 cân rồi nhá. Còn màu vàng size tầm 7 cân rồi thôi. Đây. Màu nâu này còn 2 bộ size tầm 9 cân quay lại cho em. Nốt cho em 79.000. Được chưa? Chất số hoàn hảo. Các mẹ nào mà hay xem live trên nhà em, các mẹ có thể theo dõi hoặc vào trên đấy đọc xem em bán trên 100.000 đấy. Giờ bán các chị có 79.000 nhưng mà còn size từ 4 đến tầm độ 9 cân màu nâu. Bèo nâu cho em nhá. Bèo nâu từ 4 tới 9 cân. Bèo vàng còn từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá. Bèo vàng từ 4 tới 7 cân và bèo nâu từ 4 tới 9 cân nhá. Màu nâu này còn 2 bộ từ 4 tới 9 cân này. Bèo vàng này còn size từ 4 tới 7 cân nhá. Nốt cho em 79.000 cho em. Chất số trả hàng. Một quần này, à nhầm, cái này gì nhỉ? Yếm này, áo này, băng đô. Tính vào là 40.000 yếm và 40.000 áo cộng một cái băng đô. Không có quần bên trong các chị nhá, yếm rời và áo rời. Mix cho bé một cái quần chip hoặc là đóng bỉm cho bé ở bên trong là ok. Bèo nâu cho bé, bèo nâu scampi một cái này, bèo nâu Trần Nhi một cái này hết. Rồi ok, em qua mẫu khác nhá. Còn màu vàng thôi, hết rồi nhá, em còn màu vàng thôi nhá. Bây giờ màu nâu còn size 7 cân nùi thôi, hết size 9 cân rồi. Cho chị Trần Nhi một cái rồi. Kim bi một cái thì nó mới hết rồi. Giờ còn size từ 7 cân nùi thôi. Tại vì có 2 bộ size 9 cân ý. Qua mẫu này, cái bèo vàng với bèo nâu này size từ 4 tới 7 cân cho em nữa nhá. Từ 4 tới 7 cân thôi cho em. 79.000. Số cho hoàn hàng về cho em được. Em có ảnh với bé ở tường có đấy, chị vào tường em xem. Tường nick hàng hè ấy. Thì em đang nghe một cái nick phụ đấy. Hoặc là trên page. Phạm Huyền ấy, Phạm Huyền không thấy Phạm Huyền comment cái gì luôn ấy. Còn size 8 cân. Còn size 8 cân có vừa không? Chị nói là size 9 cân quay lại thì bé em 8 cân sẽ vừa nhá. Size 9 cân quay lại thì bé 8 cân sẽ vừa nhá. Nhưng mà em hết rồi chị ơi, hết rồi nhá, của hai bạn chốt hết rồi.
Em đọc sai từ 4 tới em đọc sai là tà từ 8 tới 9 cân thì bé 8 cân sẽ vừa mọi người nhá, từ 9 cân quay lại thì bé 8 cân sẽ vừa mà. Ok chưa? Em qua mẫu đây. 49.000 nhá. Lên đơn rồi em làm mã B1 màu vàng từ 4 tới khoảng tầm độ 6 cân. B1 màu hồng từ 4 tới 6 cân và sai từ 10 cân tới 12 cân màu hồng cho em nhá. Chị không biết được con Huyền ạ, không biết là tại sao nó bị ẩn hay sao ấy. B1 chữ bờ bò án cho các chị nhá. B1 màu hồng nhập 80 bán chị 49.000. Đứa nào nói điêu các chị, đứa làm chó, được chưa? Khi nhà hàng em hàng thanh lý lúc nào cũng là hàng lỗ hết. 49.000 cho em nhá. B1 màu hồng từ 4 tới 6 cân và sai từ 10 cân lên tới 12 cân. Em màu hồng em còn 2 bộ nhá. Màu vàng còn ok chị Ngọc Ngà. B1 màu hồng ok rồi này. Thế còn màu vàng sai từ 4 tới 6 cân cho em nhá. 49.000 cho em. Chất xấu các chị cứ bom hàng thoải mái cho em. Vì nhập giá 85.000 rồi thì lúc nào chất đúng là đẹp. Không có hàng vô vẩn đâu, hàng chợ không có cái giá như này đâu. Úi dồi ôi, tự dưng thọt ra một cái mấy bộ Mickey này đẹp quá nè. 89.000 nốt cho em. Mà nay còn mấy bộ nữa nhỉ. Sai từ 4 đến tầm độ... Đây, xong còn mấy bộ nữa. Em xem một mấy bộ nhá, đẹp quá. 89.000 nốt này. Cái này xinh chưa này các chị này. Yến Mickey này, cute chưa? 89.000 nhá. Ok, Kembi ok, có rồi này. B1 hồng 10 cân không vừa, chị Bé Ngọc cũng không vừa đâu. Ok, chị Uyên ơi, mà lấy hết rồi. B1 hồng có người lấy rồi nhá. Ê nhầm, cho áo trong không cho ra ngoài. Đợi em tí, 89.000 cho em. Yến Mickey vàng cho em nhá. Size từ 4 cân là size bé nhất này. Đấy, em tí sẽ phải mấy size. Hết rồi chị Thùy Dung ơi, mạng này hết hàng rồi. Mạng này không còn nữa đâu. 89.000 cho em nhé, xem còn mấy bộ nữa. Size bao nhiêu? Size... Mạng này size chắc tầm 10 cân nùi thịt kim. Size tầm khoảng 10 cân nùi thôi chị, 11 cân nùi thịt kim thôi nhé. Đó. Còn size từ 6 khoảng 11 cân thôi. 10 cân cho thoải mái tí. Yếm Mickey nhá, yếm Mickey này. Yếm Mickey màu vàng. Yếm Mickey màu vàng cho em 89.000. Size từ 4 cân lên tới 11 cân thì tính size tầm 10 cân quay lại cho em nhé. 89k cho em, cute nhỉ, cute chưa các chị, máy rất là cute luôn. 89.000 cho em nhé. Yếm Mickey vàng cho em từ 4 cân lên khoảng tầm 10 cân cho em. 89k cho em nhé. 89.000 máy cute cực luôn đấy. 89 bẹp quần cho nhìn cho nó yêu. 89.000 Yến Mickey vàng. Mình xem yến cà rốt. Thành An là yến cà rốt hết rồi. Hồi đấy có bạn lấy mất rồi. Ok chị Nguyễn Hà. Ok có này, yến Mickey vàng 7 cân cho chị Hồng Lĩnh. Một bộ 7 cân. Một bộ 7 cân này. Chị Lê Hương lấy cái gì nhỉ? Lê Hương ok này. Mickey vàng 10 cân của bé chị Thu Hà này. Ok bé chị 10 cân 11 cân này. Yến Mickey vàng dồn đơn mang vi mấy cân nhỉ? Chết rồi, lại quên mất rồi. Nhận được hàng rồi, hơi lâu nhưng đẹp lắm nha chị, nên mua nha mọi người. Anh Thái cảm ơn em nhá, khách hàng mua hàng lần đầu tiên này. Mà em bán 115.000 đấy, bán nốt 90.000. 11 cân à, 11 cân ok, còn 11 cân ok này, còn 4 cái nữa, 89.000 nốt. Ok Lê Hương, máy cute mặc xinh lắm. À, cái mã đấy á, mã đấy size bé tí ấy, chị hàng là mã đấy size bé lắm. Cái mã này lên đơn trên là cái gì đây nhỉ? Cái gì nhỉ? C9 119.000, C9 cho em 119.000, size từ 7 cân, mã này cá tính nhỉ. 7 cân là size bé nhất nhá, nên khoảng tầm độ 12 à, khoảng tầm độ 13 cân quay lại cho em. C9. C9 cho em. Hương ơi, thật sự luôn chị bảo thật nhá. Nếu như em khách quen chị bảo thật luôn ấy. Kim Thủy ấy có thế nhá. Bé mấy cân là chị Yếm búp đi á, đợi tí nhá, tư mầm nhá. Mẫu hoa nhí vàng như mẹ nào mà em quên thật nhá. Khách quen em bảo thật luôn ấy, chất đấy nó rất là đẹp và mát. Không bị nhăn, không bị nhầu. Nếu như hàng mà không đẹp em quảng cáo như thế các chị, hàng hoàn về 100% hàng, em là người chết trước chứ không phải các chị chết đâu. Em chết trước nếu như hàng không đẹp ai quảng cáo như thế đúng không? Nên là em thật sự luôn ấy, mẹ nào hay mua hàng thì em bảo thật luôn. Bộ hoa nhí này chắc nó rất là đẹp nhá.
vì em buôn vào đã giá 85.000 rồi. Nên em nói mạnh mồm là chất xấu cho hàng hoàn về. Nếu như các chị bây giờ bóc hàng ra phát chất xấu phát, các chị hoàn về 100%, em sẽ là người chết trước, chứ không phải các chị chết trước. Cái tiền ship về nó rất là nhiều luôn, đó. Nên là tại sao em bảo các chị này, đừng bỏ qua bộ này, chất nó rất là đẹp và mát. Nó nhẹ lắm, mát cực kỳ luôn và nó xinh. Mặc lên đẹp cực kỳ. À không, cái thủy thủ đấy hết size 9 cân rồi, thủy thủ đấy còn size. Cái thủy thủ đấy còn size 7 cân mùi thôi. 79.000, thủy thủ đấy hết rồi. C9 chị Châu Nguyễn dồn đơn 119.000 cho em nhé, một áo một yếm cá tính lắm. Từ 7 cân là size bé nhất nên khoảng tầm độ 14 cân thôi. Đây. Quần hoa nhỉ, ok chị. Chị Lai Vân nào vậy ạ? À, là như nào nhỉ? Không hiểu, Kim Thủy hỏi gì chị không hiểu. Bộ hoa nhí này size từ 4 cân là size bé nhất nên khoảng tầm độ 14 cân nhá. ok Hương. Em đã nói rồi, với lại em khuyên chị thật luôn, mẹ nào hay mua hàng nghe em ấy. Em nói thật luôn, còn mẹ nào chưa mua hàng bao giờ có thể nghe em nói như này, chắc là con này nó nói điêu rồi, con này nó nói bốc phét rồi. Nhưng mà phải như chị nào mà mua hàng thì em nói phát là các chị biết ngay thật luôn. À đấy, đợi em tí chị hàng là tí em xả cho. Có 70.000 ấy, tí nữa xả. Còn mấy bộ nữa xả nốt. Ship 30 nhá, ship 30.000. Thì mặt này em nhập vào giá 85, bạn 99.000, giá bán nốt 75.000 các chị, ok chưa? Nhưng mà là chị nào mà hay mua hàng thì em quen ấy, khách chất nhận được hàng rồi thì em nói phát là các chị biết ngay. Lên đơn cho nó hoa ní hồng 75.000 từ 14 cân quay lại cho em nhá. Từ chị Hà em còn nhá, từ 4 cân khoảng tầm độ 14 cân cho em. Tay bồng bồng á, tay bồng bồng và em tí nhá. Hoa nhí màu đỏ cho em này. Chị like khoảng mấy giờ vậy để em biết theo dõi á? Chị like trên pet ấy, chị like pet hoặc là vào nick Hà Hoè, và nick Hà Hoè theo son. Đây là đăng like trên hội là bằng cái nick phụ đấy, đây không phải là nick chính đâu, đây là nick phụ, nick kia là bị khóa rồi. Nó cấm like rồi. Em ghim cái nick chính của em ở dưới này. Đợi em tí nhá. Chị Hằng ấy hôm qua không bảo em cơ. Chị Hằng hôm qua không bảo em. Hôm Tết em có mua hàng của chị đẹp lắm. Cảm ơn chị Thúy nhiều nhá. Cảm ơn em. Chị là chị like bằng cái pet ấy. Hàng đẹp lắm các mẹ mua đi à. Cảm ơn Thúy Dung nhá. Chị mã đây là 75.000 cho em. Những mẹ nào mà hay mua hàng thì em ấy, em nói một lần thôi là các chị có thể là biết chất gì ở chất gì luôn. Thật sự luôn ấy. Nên là bán hàng, nhận hàng đẹp, các chị còn lần sau ủng hộ, nhận hàng xấu mà các chị ở cạnh em luôn ấy, mất hết chết ấy. Mà em làm cái gì mà em lại quên mất rồi nhỉ? Bảo em làm cái gì mà em đọc xong rồi em lại quên nhỉ? Bố bị ghi vàng cái gì nhỉ? Đấy em lại quên mất rồi, mọi người bảo em làm cái gì mà. À, chị Hàng bảo em lấy like lại một ngày đúng không? Em đẻ xong mắt cũng hay quên lắm. Đứng lên ấy, rồi lại ngồi xuống không biết là mình làm gì đâu, nhục lắm. Đi từ nhà xuống bếp cũng biết làm gì, lại chạy lên nhà xong mình nhớ. Có thấy Hồ Thúy Trang có đơn rồi em. Hồ Thúy Trang có đơn cho hôm chị gửi với lại băng vi nhận hàng chưa Trang? Ừ, ok. À, dồn đơn với băng vi à? Băng vi vừa đặt hàng hay sao chị dồn vào một cho? Cái mã này lên đơn cho là mã D1 cho em nhá. D1 chữ D, con D ấy. D1 cho em nhá, màu be từ 4 đến tầm độ 7 cân này. 69.000, chất đẹp lắm. Mà trước em bán 115.000 ấy. D1 màu trắng cho em nhá. D1 màu trắng. D1 màu trắng từ 4 cân đến khoảng tầm độ 8 cân. Yếm tầng màu vàng còn sai không? Mà đi hết rồi chị Thủy Vũ, mà đi hết hàng rồi. Cầm tên là chị Tí, ok. Thủy Trang là chị nhá. Cái gì nhỉ? À, chị Hằng ơi còn đây không? Từ 4 cân đến khoảng tầm độ 8 cân. Màu hồng. Từ 4 đến tầm 8 cân màu hồng nhá. Chất này đẹp mà, đơn giản nhưng mà xinh. 69.000. Ra chợ cũng không có giá này đâu, thật luôn. Không có, em xả lúc nào cũng là hàng xả lỗ, giá buôn hết. 69, D1 màu trắng, D1 màu hồng và D1 màu be. Băng vi có rồi, băng vi có rồi đấy. Trang ạ, băng vi có rồi, chị lấy cho rồi. Đây băng vi có rồi, đây này, chị đánh đỉnh bàn rồi. Băng vi có rồi. Mã màu vàng trên kia hết rồi, bộ nào sexy, bẻ 9 cân không á, sexy. Sexy thì không có, thì sexy không có. Em qua bộ khác nhé. À, một bộ này chị nào lấy không này? Một bộ này là mã C1 màu vàng này, có size tầm độ 7-8 cân nùi đây, chị nào lấy nốt không? 80.000 này. Đúng một bộ cuối cùng mà lạc trôi ở đây nữa này. 80 nhé, còn một bộ thôi. C1 vàng tầm 7-8 cân, tầm 8 cân nùi đấy.
8 cân quay lại thôi. C1 vàng, C1 vàng, C1 vàng. Ok chị Khánh Lê lấy nốt 80.000. Chị Khánh Lê ok chị. Mã bi hồng này, bi hồng nốt cho em nhá, 69.000 từ 4 tới 7 cân. Bi hồng từ 4 tới 7 cân quay lại. Ok cho em nhá. Ok chị Khánh Lê có rồi này. Bi hồng từ 4 đến khoảng tầm độ 7 cân mặc đẹp mã này cho em nhá, 69.000. Em nhập giá 80. Đứa nào nói điêu các bà đứa làm chó được chưa? Đây một vàng hết rồi, tư mắm ạ, mà đấy hết rồi, cho bạn Khánh Lê, Khánh Lê bạn lấy mất rồi, tư mắm ơi. Nhập giá 80, bán chị 6.000. Khi nhà em sale lúc nào cũng một là bằng giá nhập hàng, hai là những hàng này em sale lỗ, được chưa? Từ 4 tới 7 cân mà ok cho em nhá, chất số cho trả hàng về cho em được. Từ 4 tới 7 cân cho em. Bi hồng 60.000, bi hồng 60 xiền. Bi hồng 60 này, một mã nữa này. Mã này lên đơn cho em là A13 màu hồng cho em nhá, nốt 99.000. A13 màu hồng này, A13 màu trắng cho em nhá, 99.000 cho em. Từ 4 cân lên khoảng tầm độ 13 cân mặc đẹp. Từ 4 cân lên khoảng tầm độ 13 cân mặc đẹp mã này cho em nhá, 99.000 cho em. Mã A13 màu trắng cho em. Một váy này, một quần chip này và một cái băng đôi như này cho em, nốt 99.000 cho em nhá, 99k cho em này. A13 màu trắng này, A13 màu hồng cho em nhá, A13 màu hồng cho em, 99.000. Một váy, một băng đô, một chip của bé cho em nhá. Đó, xét này là hàng 3 chi tiết cho em này. 99 từ 4 cân lên tới 13 cân mặc ok cho em nhá. Ship tỉnh 30k nhá chị Dưa Hầu nhá. 135, xe còn 99.000, ok chưa? Lên đơn cho em là mã A13 màu trắng, 99 hoặc là A13 màu hồng cho em, 99.000 cho em nhá. Con bố này, 99 này. Váy thủy thủ này bây giờ còn size bé thôi. Thủy thủ này giờ còn size bé tí tí, từ 4 tới 7 cân thôi. 15 cân này không còn rồi, chị yêu ơi, 15 cân không còn rồi. Rồi qua mẫu khác cho em nhá. Cái mã này các chị lên đơn cho em là mã gì nhờ? Mã lên đơn em là A11 vàng cho em nhá. A11 vàng cho em này, 89 này. A11 hồng cho em nhá, 89.000. Size từ 6 cân lên khoảng tầm độ 14 cân là có size cho em nhá, 89k cho em. A11 màu vàng này, hoặc là A11 màu hồng cho em nhá, 89.000. Ok chưa? Em qua một khác nhá. Mã này 49.000 cho em. Ok chị Thanh Huệ có đơn này. Một mã khác nữa này. Cái mã này lên đơn cho em là 89.000 luôn cho em nhá, 89.000 cho em. A3 này có hai cái cúc mà em chưa có đóng hết được cái cúc này. A3 cho em nhá. A3 màu trắng hợp vàng cho em 89.000. Không Dung ơi, chị không, chị toàn đồ bé gái thôi, chị chuyên đồ bé gái thôi. Chị chuyên đồ bé gái thôi Dung ơi. Mã này lên đơn cho là A3 cho em nhá. A3 màu trắng này, cái này size từ 6 khoảng tầm 17 cân nhá. Từ 6 lên khoảng 17 cân mà ok cho em. A3 màu trắng cho em. Bầm hồng chị Kemi bé mấy cân, chị Kemi bé chị mấy cân rồi, bầm hồng còn đấy. Sao chị đấy hay theo dõi nhà em nhờ? Ok chị Khánh An này, đọc lại hai mã trước giùm em với. Hai mã trước là mã nào nhỉ? Là cái mã này à? Cái đấy này em. Cái này à? Hay là cái nào nhỉ? Đây là A này, là A11 là hai màu đấy, màu hồng với màu vàng nhá. A11 hồng với vàng này, 89.000, 89 xiền. Có quần của con bên trong nhá. Thế mà đấy hết size 9 cân rồi tình yêu ơi. Cái mã bầm hồng này hết size 9 cân rồi, hết rồi. Còn size 8 cân nùi thôi. Cái mã này lên đơn cho là mã A11 cho em nhá. A11 này hai màu vàng và hồng cho em. A11 màu hồng này, A11 màu vàng cho em nhá. Giá là 89.000. Size của bé là từ 6 cân đến khoảng tầm độ 14 cân có size cho em nhá. 69.000 cho em. 69 này, A11 cho em. A3 cho em nhá. A3 màu hồng, A4 màu vàng bé 9 cân để em tí nhá. A3 89.000 thôi, chất số cho trả hàng được luôn rồi ngay. Chất này sờ smart đấy. Nó đồ đúi lạnh mà, này mùa này em cần lấy một đồ đúi lạnh cho bé mặc thôi cho nó sướng. Hàng ơi, A3 là 89 nhá hàng nhá. Đây, xinh chưa? Mã này quần của nó yêu cực kỳ luôn. Quần bên trong này, áo này, băng đô này. Xe này là hàng 3 chi tiết nhá. Chip, áo, băng đô cho em. A4 màu xanh. A4 vàng. Xinh chưa? A4 màu vàng 99. Đợi mình tí nhá, Kemi đợi. Đợi tôi tí. Cái set này là có kèm băng đô này, một áo dạng váy này, một quần chip bên trong cho em nhá. Lên đơn cho em là A4 vàng. A4 vàng cho em nhá, 89.000. A4 vàng này,
A4 màu xanh nhá. A4 xanh 89.000. Size bé nhất là từ 4 cân nên khoảng tầm độ 14 cân nhá. Mã 3 chi tiết 59.000 nhá. 3 chi tiết 59.000 là mã nào ta? 3 chi tiết 59.000. 3 chi tiết 59.000 làm gì có mã nào 3 chi tiết 59.000 nhỉ? 3 chi tiết 59.000 à? 3 chi tiết 59.000. 3 chi tiết 59.000 là mã nào ta? Em có nghe nhầm dáng nhỉ? 69.000 cũng không có đâu, không có mã ấy đâu. Thủy ấy, Yếm búp đi đợi xíu nhá, Thủy nấm ok có đơn này. A4 xanh, A4 vàng, 99.000 qua mẫu nhá, 99.000. Cái này là một cái size to lắm. 69.000 nhưng có một cái size một cái thôi, size tầm khoảng 12 13 cân đấy. Yếm búp đi nhá, 69.000 còn một cái cuối cùng thôi. Size tầm khoảng 12 cân 13 cân mặc ok cho em. 69.000 nhá, 69k. Ly ơi chị không? À không, chị hết rồi Ly ơi. Hết mã đấy rồi. Cái mã này lên đơn là mã Yếm Búp Body nhá. Yếm Búp Body cho em. Yếm Búp Body này size tầm khoảng 12 cân mặc đẹp. Mua mỹ mơ chị không có. Bé trai chị không? Ok tư mắng. Ơi. Trong nhà. Tư mắng. 69.000 nốt. Mà chị bán 120.000 đấy, ngày sinh nhật là 95.000 đấy. À đâu, 97.000 đấy. 97. Ừ đúng rồi. Ngày sinh nhật 97.000 đấy. 97.000 lúc trước đấy. Một cái bán nốt. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này nhập 97 này, Yếm Bò nhập 98. Đúng rồi đấy, mẹ nào mà hay xem like nha em, Yếm Bò em nói 98.000 đấy. Ăn lẻ không Lam ơi. Tư mà mơ nhìn này. Cái mã này lên đơn cho em là mã A3 nhá. Chất này đẹp lắm, nó đồ núi lạnh đấy. A3 màu hồng. Từ 6 cân là size bé nhất nên khoảng tầm độ 10 mười mấy cân nhỉ? 17 cân quay lại. Đợi tí sơ hấu nhá. Ok chị Hà Anh dồn đơn là con. Yếm búp đi 14 cân. Hết rồi, tư mắm lấy mất rồi em ạ. Tư mắm lấy mất rồi. Không còn bạn ấy nữa đâu chị Hồng Vĩ ơi. Bé bạn tư mắm lấy, vừa lấy xong. Cái này em còn size bé từ 6 cân nên khoảng tầm độ 10. Cái gì cái mà trời, 17 cân đùi, 17 cân. Lên đơn cho em là mã A3 cho em nhé. A3 màu hồng này, A3 màu vàng cho em, 3 màu. Cái này là size từ 6 cân nên khoảng tầm độ 17 cân có size cho em nhé. Từ 6 cân đến khoảng 17 cân này có size cho em. Chất này sò sướng luôn đấy, nó là đồ đủ lạnh nhé, mát lắm. Một mạng nữa này. Cái mã này lên đơn cho em là mã gì nhỉ? A3 màu trắng cho em nhé, A3 trắng. Size từ 6 cân nhưng khoảng tầm độ 17 cân có size cho em, 3 màu. Cái này 3 chi tiết, cái này là 79.000. Không phải là 59, không phải 69 mà nó là 79.000 đấy. Em chuẩn bị tắt like rồi nhá, mọi người nhá. Em chỉ tắt like. Tắt like phải đúng rồi, tắt like. Phải cái này không? Phải cái này không? Cái này là cái gì nhở? Cái bèo, nhưng mà lại còn size bé lắm, từ 4 tới 7 cân thôi. Từ 4 tới 7 cân thôi là hết này, 79.000. Ok, ok chị Kiều Trinh. Ok Kiều Trinh. Cái này size từ, Kiều Trinh dồn đơn gửi đơn lại đúng không? Size từ 4 cân nên khoảng tầm độ 10, ấy nhầm, size từ 4 cân. Vâng, em đang sale ấy chị Hằng ạ. Size từ 4 nên khoảng tầm độ, em lại quên mất rồi. Cứ vừa bán xong vừa chuyển sang đầu về mo luôn ấy. Em hay quên lắm ý. Từ 4 tới 7 cân. Mồm chuẩn bị đang nói rồi mà đọc comment là chị trả lời chị phát là em đầu em quên luôn ấy. Hay em hay quên lắm, tóm lại là mắc bệnh hay quên lắm. Suốt ngày quên cái gì quên, đi đâu mà quên cái đấy, đi đâu quên. Suốt ngày quên luôn ấy, em mắc bệnh quên nặng, bị bệnh nặng luôn ấy. Lúc nào quên. Bộ ngoài cùng ở hàng giữa cho em xem. Bộ ngoài cùng ở hàng giữa. Là mã nào ta nhỉ? Cái bộ này à? Em mà đang like mà trả lời các chị là đầu em về mò luôn ấy, không ấy đâu. Mộc Miên có nãy Mộc Miên có đơn rồi nhá, Mộc Miên phải mẫu này không Lan nhỉ? Em mà vừa like mà vừa trả lời các chị xong là đầu em chả nhớ cái gì luôn ấy. Là em nói gì xong em chả nhớ gì. Tay cầm màu gì xong rồi không biết là mình cầm cái màu gì.
ngủ một lúc sau bắt đầu mình nhớ là cái bồn này là màu gì. Em mắc bệnh gì bị nặng, bị đơ đơ. Bệnh linh tinh cả. Phải mẫu này không? Cái bộ hồng gạch má A3 có 12 cân không? Bộ hồng gạch má A3. Hồng gạch má A3. Cái mã này không? Gạch tí. Cái này à, cái này không? Cái này đủ size nhá, đủ size. Hoa đỏ 75, à hoa đỏ, cái này là chị. Cái này nó là cái gì nhỉ? Túi đỏ cho em nhá. Túi đỏ 89.000 thôi, rất đẹp lắm. Nhập giá cao kinh khủng luôn. Chất hơi bị phê luôn đấy các bạn. Bạn có like tận 115.000, em chỉ bán 89.000 thôi. Ở đây bầm hồng cũng quên mất đấy, ngồi hóng hớt, đợi tí nhá bạn nhá, đợi mình tí. Mã lên đơn này em là mã A11 màu vàng này, hoặc là A11 màu hồng nhá, hai màu chất này đẹp lắm. Size bé nhất của bé là từ 6 đến khoảng 14-15 cân thôi, từ 14 cân đùi đấy, tầm 4 tuổi quay lại tầm đấy nhá. Ờ, bên kia, cái BB kia hả Nhi ơi, phải cái kia không? 22 cân thì không có rồi chị Yến thôi, em không, em toàn hàng xanh nhí nhí thôi, tầm khoảng 17 cân loại. Mã này lên đơn cho em là mã A11 màu vàng cho em nhá. A11 vàng này hoặc là A11 hồng cho em nhá. Size từ 6 cân đến khoảng tầm 14 cân có size cho em 89 nhá. Mã túi hồng với lại mã túi màu vàng như này cho em này, 89 này. Size từ 6 cân đến khoảng 14 cân có size cho em. Có quần bên trong cho em nhá, đồ đũi đấy, đũi rất là mềm. Quần của bé bên trong này, áo bên ngoài như này cho em nhá. Từ 6 cân đến khoảng tầm 14 cân cho em. Lên đơn cho em là mã túi vàng và túi đỏ cho em nhá, túi đỏ này. Túi đỏ cho em nhá, túi đỏ này 89.000, size từ 6 đến khoảng tầm độ 14 cân. Hiền ơi chị không, Hiền ơi. Phải cho em đi là cũng gì, phải cho đi đến hàng tàu đấy. Tí nữa chị. Đợi tí nhá. C6 nhá, C6 vàng 89 này. Váy trắng có, sau lưng có chị. À rồi rồi, giữ hộp đợi tí nhá. Mã lên đơn cho em là mã C6. C6 màu vàng này, size từ 6 khoảng tầm độ 14 cân nhá, C6. C6, sau xề, C6. Cái nốt 99.000, nốt, tờ là nốt, ok chị Oanh Oanh, túi vàng bé từ 8 đến 10 cân, ok chị này. Đây nốt 99.000 nhá, ok, Tạ Kim Tuyến dồn đơn nó như nào nhỉ? Ờ, dư hấu đợi xí nhá, Thủy nó ok dồn đơn. Mã này là 135 đấy, 99.000 nốt nhá, một quần chip này, một váy này, một băng đô như này nhá, 99.000 nốt. Đây là A13 màu trắng nhá, phía sau này, phía trước này nó là hàng váy thêu đấy. Một quần chip của con, một váy bên ngoài, một băng đô, 99.000, ba chi tiết luôn. Tính vào là áo 50 này, quần chip 50 này và tuba nữa. Kim Tuyến cho chị đại số nhá. A13 màu trắng từ 4 tới 13 cân. Ok Thủy Nấm này, A13 màu vàng nhá, hai màu, màu trắng với màu vàng, nhầm trắm với hồng, 99.000 thôi. Mã này hàng sale mà 135 xuống còn 99.000, bằng giá buôn vào đấy. Còn ít nữa sale nốt. Từ 4 cân lên khoảng 13 cân nhá. Từ 4 cân lên khoảng 13 cân quay lại thôi. Không, tôi đứng chung đó, đợi tí nhá. Em còn mẫu này, cái bầm hồng, cái mã bầm vàng. Bầm hồng với cái bầm vàng. Chứ rồi bầm hồng em treo đâu nhỉ? Em phải nhớ bầm hồng em treo đâu rồi. Help me. Bầm hồng không nhớ treo nó đâu rồi ta. Bọn hồng tối em chẳng thấy em treo ở đâu nữa rồi ý. Hay là bọn nó tháo mất ra rồi. Nhưng mà còn cái bầm vàng đây thôi này chị này. Màu hồng, ok dư hấu này. Anh Oanh lên số điện thoại cho em với nhá. Ok A13 màu hồng ok rồi. Lên cho em số điện thoại với nhá. Kim Tuyến cho chị số điện thoại nhá. Túi đỏ ok rồi, lên số điện thoại này. Cái mã bầm vàng này, ai bảo hỏi em cái bầm vàng đây nhở. Có cái bầm hồng mà em chẳng nhớ bầm hồng rồi. À đây, bầm hồng đây ra rồi. Nhục để đây rồi, sao hỏi để đâu. Nhục quá. Bảy chín nghìn, thủy thủ này size từ 4 tới 7 cân nhá. Đây, còn size từ 8 cân lùi thôi. Bờ màu hồng ok chị con này. Lên đơn cho em là mã bờ màu hồng cho bé nhá. Từ 4 tới tầm 8 cân. Từ 4 tới tầm 8 cân cho em nhá. Bờ màu vàng nữa này, 79.000 nốt cho em. 79.000 hàng 120.000 đấy, xả lỗ luôn nhá. Ok chị dưa hấu. Đây chị ơi, 79.000 79.000 cho em nhá. Nốt em bán 120.000, chị nào mà hay xem hàng thì em thì biết bán bao nhiêu đúng không? Bán nốt 79.000 lỗ luôn đấy. Có cái bờm như này cho em nhá, nhưng màu vàng là chả nhớ để đâu, tím tìm cho. Chả biết rơi đâu. 79.000 cho em nốt nhá, từ 4 tới tầm 8 cân thôi. Bờm hồng với bờm vàng, thề luôn ra trọng không có ai giả bán giá này đâu. Đó, nốt. Hoa nhí cho em nhá, hoa nhí này. Hoa nhí
hoa nhí màu đỏ này, màu hồng và màu vàng cho em nhá, ba màu cho em 75.000. Ok, cho em màu hồng 7 cân á. Đánh úc, cảm ơn chị là bòm hồng đi. Chốt số cho trả hàng về được vì mặt này thì nhập vào giá rất là cao luôn, chị bán 120.000 đấy. Chị bán cứ 79.000 là lỗ luôn. Cái gì nhỉ? Hoa nhí màu vàng nhá, từ khoảng tầm 14 cân cho em 75 nốt này. Hoa nhí 75, em bán live thì 99.000 đấy. Bán chị 75.000 nốt. Hoa nhí màu đỏ cho em nhá, hoa nhí màu đỏ cho em này 75.000 này. Hoa nhí màu hồng 75 này. Hoa nhí màu vàng cho em nhá 75.000. Từ 4 cân lên khoảng tầm độ 14 cân quay lại cho em nhá, 75.000 cho em. Body kiểu thư còn. Còn nhá, cam nhỏ còn nhá. Nãy dây vàng hồi nãy cho em cầm cho em xem đi, dây vàng cái mã nào nhỉ? Dây vàng quả dâu dâu kia. 75.000 cho em nhá, ba màu. Cái này á 49.000 nhưng mà từ 4 đến khoảng tầm độ 7 cân nổi thôi, từ 4 tới 6 cân thôi, từ 4 tới 6 cân thôi, 49.000. Hai dây dâu vàng từ 4 tới 6 cân nhá. Ok bé ngốc này. Từ 4 tới 6 cân nhá, hai dây dâu vàng 49.000. 49. Còn chị nào xem bộ gì nữa không? Còn bác, đây quần này mình nào lấy nốt này, 100.000 hai quần luôn này. Đây quần loe cho em nhá. Quần loe màu hồng với màu đen cho em, 100.000 trên hai quần. Size là từ 6 cân đến khoảng tầm độ 14 cân. Từ 6 tới khoảng tầm độ 14 cân quay lại nhá, 100.000 hai quần, chất bao đẹp luôn. Đó, quần loe mặc qua gối một tí lỡ lỡ ấy, xinh lắm. 100.000 hai quần nhá. Hai dây dâu vàng ok này, lấy bộ 49.000 dồn đơn. Mã này size bé lắm, từ 4 tới 6 cân thôi. Bộ này size bé tí ấy, từ 4 tới 6 cân thôi nhá. Hai dây dâu vàng từ 4 tới 6 cân thôi, nốt 49.000. Còn chắc tầm chục bộ chứ mấy. Nhưng mã này size bé, mã này size bé lắm, 49.000 từ 4 tới tầm 6 cân thôi. Lên đơn cho là hai dây dâu vàng từ 4 tới 6 cân thôi nhá. Một quần một áo, một quần một áo rồi. Đây quần của bé này, quần này áo hai dây này. Từ 4 tới 6 cân mặc đẹp nhá. Áo 2 dây này. Từ 4 tới 6 cân nhá, 7 cân sợ chật ấy, đừng lấy, 7 cân đừng lấy, từ 4 tới 6 cân nhưng mà ok. Em có chị Hà Mi ơi, có nhá. Cái bộ bên ngoài hàng bên giữa tay chị đeo đồng hồ ấy nhá. Mà này hết rồi, mà này không còn nó lan mà này bé tí, chị lấy có khách lấy rồi. Không, mà này hết size 11 cân rồi. Mà này bé lắm, từ 4 tới 6 cân thôi. 7 cân đừng lấy chật ấy, mà được đâu về bỏ đi phí tiền. Từ 4 tới 6 cân thôi nhá, bé nào 7-8 cân đừng lấy không mặc vừa đâu. Bé còn nó còn mấy bộ nhí nhí nữa ấy. Đây chị nào lấy quần này, 40.000 hai quần. Chất đẹp cực luôn, quần Puma. Quần Puma này size từ 8 cân khoảng 13 cân nhá, 40.000 hai quần như này cho em. Nốt chị nào lấy nốt thì comment cho em. 100.000 là 40.000 hai quần nhá. Chất số cho trả hàng luôn và ngay. 40.000 trên hai quần. Quần Puma nhá, hai dây dâu vàng 7 cân đừng lấy chị Thanh Huệ ạ, à. Chật đấy, 4 tới 6 cân thôi. 4 tới 6 cân thôi, 7 cân thì lấy bộ này thì ok này. 7 cân bé chị lấy bộ này thì ok này. Vừa nhập 80 bán chị 60.000 nốt này. Chị Thanh Huệ ơi, lấy bộ này không? Còn bộ này thôi, cái bộ kia thì hết mất rồi, bộ kia không có size 7 cân chật đừng lấy. Từ 4 tới 7 cân mặc được bộ này này. 60.000 nốt. Nhập 80 đấy, nói điêu làm chó chị luôn, được chưa? Sáu mươi nghìn nhá, sáu mươi bộ dâu vàng này 60 bộ hai dây thì chật đấy. Quần Puma như này cho em nhá, 100.000 trên anh nhật, 40.000 hai quần. Mặc ở nhà mà đi học cũng đẹp luôn đấy, mặc đi học đẹp lắm. 40.000 hai cái cho em nhá, 40.000 trên hai cái quần Puma. Quần Hello Kitty này yêu này, quần Hello Kitty này xinh này. 40.000 hai quần. À, bộ chị vừa cầm chỉ cái mặc vừa không á, đừng chật không vừa đâu Hiền ạ, chật. Chạy bộ đen bé lắm. Mới vào như số 1, 7 cân đùi thôi. Bộ này bấm 2 bộ này. Bộ này bấm 2 bộ có to này. Từ 10 cân khoảng 13 cân này. Bấm 2 bộ size từ 4 tới 7 cân. Và 3 bộ size từ 10 cân khoảng 13 cân nhé. Đó. Bộ này em còn size từ 10 cân khoảng 12 cân đùi cho em. Ok bé chị, ok tư mắm này. Bộ này còn mấy bộ, em hỏi điêu có chị em làm bằng con chó luôn đấy. Nhập giá 80.000 đấy, 80.000 bộ này các chị thử nghĩ xem bộ này em bán 80.000. Với bộ này em còn nhập giá cao như bộ này luôn. Này em bán có chị 89.000 thôi. Em thì bán nó lại 115.000, em bán có chị có 89.000 đấy. Bộ này, bộ tí này nhập vào giá 80.000 rồi. Được chưa? Không Hà ơi, Hà Linh chị không có đâu. Size từ 10 cân đấy. Từ 10 cân khoảng tầm 12, 13. Chị có 2 bộ
Còn size từ 4 tới 7 cân thì còn 2 3 bộ đó, 60.000. Chất không phải lo đâu các chị nhá, nhập dài 8 chất rất là đẹp luôn và mát. Váy bạn Yếm đấy 79.000 nhưng mà size bé lắm Hiền ạ, mà đấy hết size to rồi. Từ 4 tới 7 cân này và size từ 10 cân lên tới 13 cân này. Đó, em còn hai size như vậy thôi. Còn được mấy bộ? 5 6 bộ. Tất cả tổng thể có 6 bộ. Từ 4 tới 7 cân và size từ 10 cân đến khoảng tầm được 13 cân nồi cho em nhé. Đó, còn hai size như vậy nhé, 60.000. Bộ 2 dây á. Bộ 2 dây chỉ còn Thanh Huệ em, bộ 2 dây cần mỗi bộ này thôi. À đây này, đấy là bộ 2 dây nhớ tại em ấy. Đây, 60.000 nốt, nhập 70 bán 60 nốt này. 2 dây nơ vàng từ 4 tới 7 cân nữa, 60.000. Em nói rồi, khi mà em xả lúc nào cũng là hàng xả lỗ hết thì các chị cứ yên tâm đi. Đã xả em là xả lãi vào đây thì xả nữa, được chưa? 60.000, 2 dây nơ vàng nhá, 60, đồ đũi lạnh, mắt bao đẹp luôn. Quần bên trong, áo bên ngoài từ 4 tới 7 cân nhá. Từ 4 tới 7 cân thôi. Mà bộ này hết này. Bộ này bộ A, mã này mã A4 nhá. A4 màu xanh. A4 xanh này. A4 màu vàng này, từ 4 đến khoảng tầm độ, mã này còn size từ 4 đến khoảng tầm độ 13 cân. 99.000. A4 xanh. A4 vàng nhá. 2 dây nơ vàng, ok chị Dương Hồ này. Từ 4 đến khoảng 13 cân, ok nhá. Ok Thanh Huệ có đơn này. Cái gì nhỉ? Đấy là quên đấy. Đăng like xong rồi nói chuyện các chị sau là quên luôn đấy. A4 xanh cho em nhá. A4 xanh này. Hoặc là A4 vàng cho em nhá. 99.000. Từ 4 cân đến khoảng 13 cân có size cho em nhá. 99k cho em. 99.000 này. Đây 59.000 nốt này. 59.000 nhá. Từ 4, ok chị Dưa Hấu rồi, Thanh Huệ ok rồi này. Từ 4 đến khoảng tầm 8 cân, ok chị Bé Bơ nhá. Chị Bé Bơ có đơn chưa nhở? Chị Bé Bơ có đơn chưa? Hay lên số điện thoại cho em rồi nhá. Má này lên đơn cho em là má đỏ nơ đen cho em nhá. Đỏ nơ đen cho em 59.000. Từ 4 đến khoảng tầm 8 cân. Và cam nơ đen cho em nhá, 59.000. Size từ 4 đến tầm 8 cân mà ok cho em nhá. Bộ 60-10 cân là cái bộ gì 60-10 cân vậy ta? Em mà like ra từ 60 nhỉ? Bộ này đúng không? Cảm ơn chị là bộ dâu vàng, em đừng cảm ơn 60 chứ biết là mẫu nào, cái mẫu nào đâu. Ok chị Mai Phương này, lên cho em số điện thoại với nhá chị Mai Phương. Thùy Dung ơi, lên là mã dâu nhá, mã dâu vàng. Mã dâu vàng này size từ 4 đến khoảng tầm 7 cân và size từ 10 cân lên tới 13 cân nhá, còn có hai size như vậy nó thôi. Chị nào lấy đi cảm ơn cho em nhá, 60.000 nhập giá 80 xả lỗ luôn, được chưa? Em làm như có chị gần chó luôn, em không bán hàng linh tinh đâu. Đã sale rồi là sale, sale tuyệt đối luôn. Đã sale lúc nào cũng là lỗ hết. Ok chị Mai Phương, ok chị Bé Bơ, ok dâu vàng 10 cân của bé Thùy Dung, ok này, 60.000 này. Mã lên đơn cho em tiếp nhá, 59.000. Bộ trong hàng cuối cùng bao nhiêu? Bộ trong bảy tí. Chị mở bộ dâu vàng 10 cân em coi với nhá. Dâu vàng 10 cân nhá, bộ trắng. Bộ trắng, bộ trắng trong cùng bao nhiêu? Ở tầng nào chị nhỉ? Đây quần này, quần đây nhá, quần đây 10 cân đấy. Ok Hiền này, bộ 10 cân này, áo đây. 10 cân 11 cân nó rộng một tí không sao, bây giờ mới là đầu mùa ấy. Đây. Nó kiểu như là dạng xòe xòe dạng váy ấy. Đây, chất đẹp cực, nó xòe xòe dạng váy ấy, quần nó đỉnh thoải mái luôn, chất đũ lạnh mát lắm luôn. Mà có 60.000, cho nhập lại giá 80.000 đấy. Không phải hàng vớ vẩn đâu. Đồ như là nhập giá 80, cái tính là một cái nhập giá cao như thế nhiều. Mà em bán cho chị cực kỳ rẻ luôn, là rất là ít. Ok chị Bé Bơ nhé. Em nói điêu rồi, em nói rồi. Nói điêu bà này, nói điêu bái làm chó ấy mà. Em nhập giá 80 bán chị có 60.000 còn gì nữa. Không lái đâu. Ok chị Bé Bơ nhé. Ba lỗ bé 5 cân á. Ba lỗ bé 5 cân. Ba lỗ bé 5 cân. Ba lỗ bé 5 cân. Ba lỗ thì không có bé 5 cân rồi chị. Okay. Không có rồi. Cạnh cái váy đỏ ý. Đây cái body á chị, 79.000 nốt cho em, 100.000 đấy, anh nhập 100.000 bán 120 là bán chị 79.000. Body cánh tiên trắng cho em nhá. Chị Mai Phương này body cánh tiên trắng nhá.
79.000, 79.79. Bao gì cái tiên trắng này. À ra lỗ Mickey á. À rồi ok rồi, nhìn thấy rồi. 59.000 nhá, 59.000. Mã lên đơn cho là áo cúc hồng từ 4 khoảng tầm độ 6 cân và size từ 8 tới khoảng tầm độ 11 cân ok cho em. Đó. Còn có hai bộ như vậy thôi nhá, 59.000 cho em. Cúc hồng cho em nhá, cúc hồng đôi mũi. Cúc hồng cho em. 75.000 nốt cho em này, 150.000 trên hai bộ cho em. 150k trên hai bộ cho em nhá. Mã đấy còn size tầm khoảng 12 cân lùi chị, 12 cân quay lại đấy, chị Mai Phương nhá. 12 cân lùi mã đấy. 100.000 trên hai bộ như này cho em nhá. 99.000 nhá Hương Phạm nhá, mai 99.000. Này đúng không? 99.000 đây. 99.000 từ khoảng 13 cân quay lại cho em nhá. 99.000 cái gì con? Đây ở túi bóng này con, đấy là đấy con nào đi. Mang vào đi. Cầm tiên hay hỏi cái gì nhỉ? Bộ Mickey á? Có nhá. Đó. Mã lên đơn cho em là mã bi, 100.000 trên hai bộ cho em. Mã này size từ 5 cân khoảng 15 cân cho em nhá. Bi trắng này, bi trắng này. Bi này là bi màu nâu cho em nhá. Bi màu trắng này, bi trắng này hoặc là bi nâu cho em, 100.000 trên anh nhá. 150.000 trên hai bộ cho em nhá. Bi trắng thì bi nâu cho em, nốt. 150.000 trên hai bộ cho em nhé. Còn mấy bộ trên nào nếu nốt thì cầm mình chất quân tông đẹp lắm. Đầm xanh dương của size 4 cân có nhất làm đi nhé. Còn nhé, máy còn nhé. Đây này. Đây là ảnh của bé mặc đẹp mà. Khách nhí mặc đẹp cực luôn ấy. Em lấy hai quần đen với lại một bộ cúc hồng 79 cân nhé. Ok Lan. Bé mịp, ok bé 12 cân chị bé bơ. Ok chị bé bơ nhá. Body cherry màu đỏ hết size 9 cân rồi còn màu ạ. Ok, cẩm tiên, ok cẩm tiên rồi. Body cherry màu đỏ thì hết size bé 9 cân còn màu vàng thôi. Bộ Mickey là 75.000, 150.000 trên 2 bộ nhá, 150 trên 2 bộ theo nốt rồi. Đây này, cái bộ này mặc đẹp lắm. Đâu nhỉ? Đây. Khách nhí mặc bộ này xinh mà, đây này cái body này xinh cực kỳ luôn. Đây, 99.000 nốt. 99.000 nốt nha. Xinh chưa? Cho mình xem body cherry để hồng hào hàng cuối cùng á. Mà đi đẹp tí ấy, tầm 4-6 cân thôi chị Kem Bi ạ. Đây này, cái máy này mặc đẹp mà. Khách nhí nhảy mặc luôn đấy, xinh xỉ xỉ siêu luôn. Đây. Anh nhầm. Đây. Đây là hai mẹ con mặc luôn. Đó, xinh chưa? Nói rồi, chất số trả hàng, không phải lo nhá. Chất số, ok chị Mai Phương. Chất số cho trả hàng lại đi, nhập giá 100.000 bán 125.000 giờ sáng có 199.000 nốt, vẫn thế, 99.000 nốt. Chất này số cho trả hàng được nhá, chất số cho trả hàng được. Quần đùi á, cái gì ở Tư Mắm nhỉ, em hỏi chị cái gì đấy. Nếu như nhận hàng không đẹp làm sao mà các mẹ đọc Facebook ảnh này đúng không? Chất số cho trả hàng luôn rồi ngay. Ok chưa? Không bán hàng linh tinh lòng hoàng mất anh. Khách nhí mặc cực kỳ đẹp luôn. Các mẹ nhận hàng đẹp nhá, các mẹ còn gọi chụp ảnh lại để cho em đấy. Body nhá, Hương Phạm nhá, body book body này. Đây, nếu như nhận hàng không đẹp làm sao mà các mẹ chụp ảnh lại, gửi ảnh lại cho Facebook làm gì đúng không? Đó, xin chưa? Rất đẹp luôn. Quần lê, ok chị Mai Phương, ok chị nhá. Còn một mã quần lê này, bé mặc cũng đẹp này. Quần lê. Đây, quần lê bé, khách nhà học sinh cực kỳ luôn, quần lê đấy. Em bán chị 112 quần nốt. Đẹp, rất là đẹp luôn. Đó. Con gái cực kỳ tốt, nốt 100.200 quần cho em. Quần body nào nữa bé, bé chị 79 cân, 78 cân đúng không? Đây xem cho em tí nhé. Còn một body tiểu thư này. Không chị hết đấy. À, còn cái body tiểu thư này, à nhưng mà body tiểu thư này bé chị gọi đấy. Bé chị gọi. Cũng 99.000 luôn. Còn cả cái body công chúa nhá, body công chúa này này. Nhưng mà cái này là còn size, như còn size bé. Đợi em tí, còn mấy bộ size nhí nhí sao ấy. 99.000 nốt nhé, đợi em tí còn mấy cái mềm lắm, chất đẹp cực luôn.
Lâm ơi. Tầm 4, khoảng tầm 7 cân thôi, từ 4. Ok, cầm tiên tồn rồi này. Cái body tiểu thư này còn size từ 4 đến tầm khoảng tầm 6 cân, à 7 cân. Và size từ 9 cân đến khoảng tầm 12 cân. Đó, em còn có 2 size như vậy thôi. Body tiểu thư cho em nhé, có cái băng đô này đẹp lắm, 99.000. Còn body công chúa này còn size từ 4 tới 7 cân thôi, cũng 99.000 luôn. Body công chúa nhé, cũng còn size từ 4 tới 7 cân nốt cho em nhé, 99.000. Cẩm tiên ok rồi, còn chị nào xem mẫu gì nữa không, em kết thúc like đây. Hết rồi, body mấy mẫu đấy thôi là hết rồi chị. Em tắt like nhé mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.